phải yêu nha. Bóc cái này hả? Cái là áo bỏ đi ra, đây là váy ra. Xe sỡ đi. Mày có áo. Áo rồi. Đi đi xem đi. Rồi, em chào mọi người ạ. Chào Nguyễn Khải nha, em chào cả nhà nào. Rồi chị nào thấy em thì cho em một nút chấm nào các chị ơi. Hôm nay xả nhung nha các chị yêu nào. Rồi xả nhung nha. Đầu like em bà vừa xả lên 39k đầu like nha các chị gái nhá. Rồi chị nào thấy em thì cho em một nút chấm và chia sẻ bài giúp em nhá. Hôm nay nói chung là em mới về hàng mới nhá. Rồi cảm ơn chị Thoa Đinh Thị nào. Rồi chào chị đẹp nha, chào chị Bình Yên này. Có dạ hội nhung màu đỏ không em? Có. Có dạ hội nhung chị yêu nha. Hôm nay nói chung là em sẽ like về hàng nhung nha. Đầm dạ hội nhung này có này, đồ đầm nhung có này, áo nhung đều có hết nha các chị gái nhá. Tổng hợp là nhung. Rồi chị gái nào thấy em thì cho em một nút chấm và chia sẻ bài giúp em nào. Riêng đầu like các chị chia sẻ lên giúp em 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hộ. Để đầu like em bán cho các chị với giá 39k con đầu like nè. Rồi hở lưng không em? Có canh. Canh có hở lưng không em? Có hở lưng chị ơi. Rồi chấm bài lên giúp em nào các chị ơi, chia sẻ bài giúp em mỗi chị 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hộ nha. Rồi 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hội nào. Rồi chào yêu. chào cô yêu này. Rồi chị gái nào thấy em thì cho em một nút chấm này cho chị Bình Thanh này. Cảm ơn chị phút sau như một nha. Rồi chấm lên tương tác lại lập vui giúp em lên 50 người nha. Để em bán đầu like với giá 39k thôi các chị gái ha. Rồi chấm lên tương tác của em nào các chị ơi, chấm chia sẻ bài giúp em. Mỗi chị 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hội và bật chế độ công khai giúp em nha. Rồi chấm lên tương tác của em nào các chị ơi, lên 50 người rồi em sẽ bắt đầu like luôn nha. Chị nào không chia sẻ này được comment mã, nhưng mà các chị không chia sẻ là em hủy đơn nha. Rồi em cho chị Phạm Hằng này. Rồi, tôi có like áo dài tiếp không em? Dạ, nói chung hàng áo dài em chưa có về lô mới chị ơi, nên là có tầm vài hôm nữa nha. Rồi, em cảm ơn chị Đầm Hàng nè. À, lộn, cảm ơn chị Phạm Hàng nha. Lên đầm nhung đi. Rồi, ok, từ từ em sẽ like, bây giờ em sẽ bắt đầu bán luôn nha. Rồi, đầu like với giá 39k nha các chị yêu nè. Con này free size nha các chị ơi, con này free size nha. Rồi, free size con này. Rồi, 39k cho em mã 1 nha. Mã 1 39k kèm số em nè. Mã số 1 nha, 39k mã 1 kèm số em. Con này free size chị nào có tầm 50kg đổ lên. 50kg đổ lên con này, 39k cho em mã số 1 kèm số em nè. Rồi 39k mã 1 nha các chị yêu nha, mã 1 39k nè. Rồi, lên xem em mã 1 39k mã 1 kèm số em ạ. Mã 1 39k kèm số em là mã 1 nhá. Mã 1 39k kèm số nè. Mã 1 39k mã 1 kèm số em. Mã 1 39k mã 1 kèm số ạ. Mã 1 39k kèm số nha các chị yêu này. Rồi 50 con này, 50 tới 57 kg mang vừa con này nhá. 50 57 kg mang vừa con này, một con đầm nhung siêu đẹp luôn các chị gái nhá. 50 57 kg mang vừa con này, lên xem em mã tím kèm số em là 39k mã tím, một con đầm siêu đẹp 50 57 kg ha. 50 57 kg mang vừa con này, lên xem em mã tím 39k này. 39k cho em mã tím kèm số điện thoại giúp em nha các chị ơi, 39k mã tím này. Chia sẻ lên xem em nào các chị ơi, chào chị Hồng Tuấn này. Rồi 39k mã tím kèm số nha các chị ơi này, 39k mã tím này. Em chưa thấy chị nào comment các chị ơi, em chưa thấy chị nào comment nhá. Rồi ok chị Bình Thanh nè. Rồi mã tím này 50, 50 tới 60 kg mang vừa mã tím kèm số nhá, 39k mã tím này. Rồi mã tím này, mã tím cho cô Ngọc Châu này, mã tím cho cô Ngọc Châu nhá, mã tím cho cô Ngọc Châu nè. Rồi con này size nhỏ này chị nào cỡ tầm 52 kg quay đầu làm em vừa, 52 kg quay đầu làm em vừa, mã tím em hết rồi chứ em còn mã số 1 nhá. 52 kg quay đầu làm em vừa con này, lên xem em mã bi kèm số này 39k mã bi, mã tím em hết rồi chứ em còn mã 1 nhá. Rồi lên xem em mã bi kèm số em, con này chị nào cỡ tầm 52 kg đầu lại làm em vừa, lên xem em mã bi kèm số em này 39k mã bi, mã bi 39k kèm số điện thoại luôn giùm em nhá, mã bi 39k mã bi kèm số ạ. Mã bi 39k, mã bi kèm số này bi 39k. Trời ơi, cái này là áo các chị ơi, cái này là áo nhá. Rồi, cái này là áo các chị này. Rồi, mã bi này, mã bi cho chị Khánh Quỳnh nè. Mã bi chị Khánh Quỳnh chốt đủ đơn trên cùng một like luôn giùm em nha các chị yêu ha. Rồi, con này chị nào cỡ tầm 52kg đổ lại làm em vừa. Rồi, 52kg quay đầu làm em vừa con này. Rồi, đây xem em mã số 2, 39k, mã 2 kèm số hộ em. 39k, mã 2, mã 2, 39k kèm số hộ em nè. Em like bằng 2 máy nên là các chị phải nhanh tay giúp em nha. Rồi, đây xem em mã 2, 39k, mã 2, mã bi em hết rồi nha. Mã 2 kèm số hộ em, 39k, mã 2
luôn các chị ơi. Rồi mã bi, mã bi em hết rồi, chờ em còn mã 2 nha. Con này chị nào cỡ tầm 55 kg qua đầu làm em vừa. Rồi lên xem em mã hoa kèm số của em 39k mã hoa. 39k mã hoa chấm lên tương tác mạnh tay giúp em nào các chị ơi. Rồi lên xem em mã hoa 39k mã hoa kèm số của em này 39k nha. 39k cho em mã hoa 39k kèm số của em này. Mã hoa 39k mã hoa kèm số ạ. 39k mã hoa 39k kèm số của em ạ. Hoa 39k kèm số nhá. Trời ơi, một con yếm siêu đẹp. Rồi, mã 2 này, mã 2 cho chị Hoàng Thị Duyên. Chốt đủ đơn trên còn một like luôn xem em nhá. Rồi, con này chị nào cỡ tầm 55kg quay đầu làm em vừa. Một con yếm siêu đẹp nhá. 55kg quay đầu làm em vừa trên mã yếm này. Kèm số em 39k mã yếm này. Rồi, mã hoa cho chị Hoàng Phượng nhá. Mã hoa chị Hoàng Phượng này. Rồi, lên xem em mã yếm. Em sẽ like bằng hai máy nên là các chị phải nhanh tay giúp em nha các chị yêu nè. Rồi, con này lên xem em mã yếm. Kèm số em này cho em mã yếm nha các chị yêu ơi. Lên xem em mã yếm nhá. Con này chị nào cỡ tầm 55kg quay đầu làm em vừa trên mã yếm này. Rồi, 39k mã yếm kèm số em phải nói là cực kỳ đẹp luôn các chị ơi. Rồi 50 tới 55kg là một con xanh đen siêu cưng luôn. 50 tới 55kg mà vừa cho em mã xanh đen kèm số em cho em mã xanh đen 39k mã xanh đen. Xanh đen 39k kèm số em. Em sẽ bán 39k cho chị nào mà chia sẻ bài nha. Em kiểm tra chị nào không chia sẻ bài em hủy đơn nhá. Rồi lên xem em mã xanh đen 39k mã xanh đen kèm số này một con đầm nhung. Một con đầm nhung siêu đẹp luôn nhá. Rồi lên xem em mã xanh đen. Em còn mã yếm các chị yêu nhá. Rồi lên xem em mã xanh đen kèm số này. Rồi 39k mã xanh đen 39k kèm số em ạ. Rồi. Rồi con này size nhỏ này 45kg quay đầu làm em vừa cho em mã đỏ. Rồi 45kg quay đầu làm em vừa cho em đỏ kèm số em 39k mã đỏ này. Đỏ 39k kèm số nha các chị yêu này đỏ nhá. 39k cho em mã đỏ này. Rồi xanh đen này mã xanh đen này. Xanh đen. Rồi Nguyễn Mai nào này. Rồi xanh đen chị Nguyễn Mai không lên số này. Xanh đen cho chị à Phạm Hàng này. Xanh đen chị Phạm Hàng mã yếm chị Lê Kim Dung. Chốt đủ đơn trên cùng một like luôn xem em nha các chị yêu nè. Rồi con này lên xem em mã đỏ 45kg quay đầu cho em đỏ siêu đẹp luôn 39k thôi ạ. 39k đỏ này, đỏ chị Ngọc Lan này, đỏ chị Ngọc Lan. Trời ơi, cưng quá các chị yêu ơi. Con này kiểu dạng tay bánh bèo nè các chị này. Con này dạng kiểu tay bánh bèo nha các chị à nhá. Rồi lên xem em mã kim sa. Đỏ đầu ra xả các chị đầu like với giá 39k thôi. 39k này, 39k này cho em mã kim sa kèm số. Con này chị nào cỡ tầm 52 này. 52kg quay đầu là em vừa nhá. 52kg quay đầu là em vừa này. Lên xem em mã kim sa 39k mã kim sa kèm số em nào. Rồi 39k. Tối hả? 39k mã kim sa 39k kèm số em ạ. 39k mã kim sa mã xanh đen em hết rồi chị ơi. Xanh đen em hết rồi nè. Em còn kim sa này, em còn kim sa mã đỏ của chị Ngọc Lan rồi nhá. Con này 50-60kg mã vừa. 50-60kg mã vừa này. 50-60kg kim sa chị Thùy Trịnh này. Kim sa chị Thùy Trịnh. Các chị ơi, chị nào mà có đơn hàng ở bên em hàng 39k, các chị nên chốt đủ đơn giúp em nhá. Có đặt hàng sao không được. Có đặt, cô đặt hàng sau được tại vì cô comment sau cô ơi. Rồi lên xem em mã 05 kèm số em 50 này. 50 tới 60kg mang vừa nhá. 50 60kg mang vừa cho em mã 05 kèm số em này cho em mã 05. 05 39k mã 05 kèm số em là 05 39k. Rồi em sẽ bắt đầu like giá bình thường nha các chị gái nhá. Em sẽ bắt đầu like giá bình thường. Em sẽ báo giá trên từng con nha các chị gái nhá. Em sẽ báo giá trên từng con. Con này free size cực kỳ sang luôn các chị gái nhá. Rồi mã 05. Mã 05 cho chị Thu Thu này. Rồi em sẽ báo giá trên từng con nhá. Con này free size giùm em ạ. Free size con này các chị yêu há 60kg quay đầu là em vừa con này. Rồi lên xem em mã xanh. Một con đính kim sa các chị này siêu đẹp luôn nhá. Kim sa. Rồi lên xem em mã xanh 79k cho em mã xanh 79k kèm số em nè. 79k mã xanh 79k kèm số em. Xanh 79k kèm số này. Rồi một con em sẽ lên một con dạ hội cho các chị yêu mình. Con này phải nói là cực kỳ đẹp và cực kỳ xuất sắc cho các chị yêu mình luôn. Rồi con này chị nào cỡ tầm 52kg quay đầu. Chị Nguyễn Mai chị sau chị ơi với lại chị không lên số nhá. Rồi 52kg quay đầu là em vừa. Lên xem em mã số 1 kèm số em này cho em mã 1 nhá. Rồi 190k. 190k cho em mã 1 kèm số hên là 190k cho em mã 1. Giờ em mặc cái quần đồ trong nên là nhìn nhìn nó hơi phồng phồng nha các chị yêu nè. Rồi lên xem em mã 1 kèm số hên 190k cho em mã 1. Một con dạ hội cực kỳ đẹp luôn. Rồi lên xem em mã 1 đây dạ hội đây chị ơi. Lên xem em mã 1 nhá. 190k cho em mã 1 ạ. Mã 1 190 kèm số điện thoại luôn giùm em. Em còn mã xanh các chị yêu, em còn mã xanh nha. Chị nào lên thì comment giùm em mã xanh kèm số luôn giùm em nhá. Rồi cho em mã 1. Rồi chấm lên xem em nào các chị ơi. Em còn mã 1 nha. Em còn mã 1 này. Em còn mã xanh này. Con này 45kg quay đầu là em vừa nha. 45kg quay đầu là em vừa cho em mã xám này. Xả các chị 49k mã xám kèm số nè. 49k cho em mã xám nha. Con này chị nào có tầm 47kg quay đầu nha. 47kg quay đầu lên xem em mã xám này.
Canh đen là sao chị ơi? Xanh đen. Canh đen là cái gì chị? Canh đen. Xanh đen hết rồi. Em hết rồi chị ơi. Rồi một con dạng thể thao các chị này, em lên các chị một con dạng thể thao nha. Chấm lên xem em nào các chị ơi, sao tự nhiên đứng yên luôn các chị gái ơi. Rồi, con này cực đẹp luôn các chị gái nha. Con này dạng thể thao, form rộng dạng thể thao ha. Rồi freestyle con này 60, 65 gì cũng ok hết các chị yêu ha. Rồi lên xem em mã sọc, kèm số em này cho em mã sọc nha. Con này freestyle. Rồi 79k cho em mã sọc 79k kèm số em free size con này nha các chị yêu này. Rồi free size 79k cho em mã sọc 79k kèm số em mã sọc nhá. 79k cho em mã sọc các chị ơi, chấm mày cho em thử nào các chị yêu ơi. Rồi mã sọc 79k mã sọc kèm số ạ. Giờ con này chị nào có tầm 50kg nữa. Xanh than là cái xanh xanh gì? Xanh than hết rồi. Trời ơi sao mẹ cái chị chậm dữ. Các chị ơi comment đúng mã hộ em với. Các chị ơi xanh than là màu nào? Làm gì có mã xanh than. Rồi con này chị nào có tầm 53kg quay đầu làm em vừa. 53kg quay đầu làm em vừa. Một con đính kim sa cực kỳ đẹp luôn. Rồi lên xem em mã kim sa kèm số em 53kg quay đầu nha. 53kg quay đầu cho em mã kim sa kèm số em là xả cái này các chị 69k. 69k cho em mã kim sa 69 này. Chị ơi chốt hàng lên số giúp em không nói, em nói thật, em nói nhiều em cũng đau họng chị ơi, nên là các chị phải tự động lên số luôn giúp em. Chị em xin số với chị nhiều lần em cũng thấy ngại lắm ấy chứ. Tối rồi. Là do hàng này em để vậy nên nó tối chị ơi. Rồi mã xong cho chị Thu Hà. Rồi lên giúp em mã kim sa 69k mã kim sa kèm số em nha. Rồi 69k mã kim sa 69k kèm số em ạ. Rồi một con siêu đẹp luôn này, 53kg quay đầu làm em vừa. 53kg quay đầu làm em vừa, kim sa cho chị phút sau nha một nhá. 53kg quay đầu làm em vừa con này, lên giùm em mã đẹp kèm số em nha các chị gái nhá. Cho em mã đẹp họa tiết hình bông nè. Rồi 79k này, 79k cho em mã đẹp nhá. Mã đẹp 79k kèm số em này đẹp nhá. 79k cho em mã đẹp, đẹp 79k. Rồi một em len này, lọt trong này nhá, một em len nè. Rồi. Rồi mã đẹp cho chị chuột bạch nguyễn này, mã đẹp cho chị chuột bạch nguyễn nhá. Cái này phút sau nha một. Rồi con này chị nào có tầm 55kg quay đầu làm em vừa cho em mã nâu. 55kg quay đầu làm em vừa cho em mã nâu. Kèm số em này cho em mã nâu nha. Cực kỳ đẹp luôn, 79k cho em mã nâu. Con này em nói thật, chị nào bao nhiêu ký mà cũng ok. Tại vì chất liệu là co giãn này. Nói chung là cái hàng mông tugi các chị biết rồi đó. Hàng len là co giãn được nha. Rồi con này bao nhiêu ký mà cũng ok hết nha. Lên xem em mã nâu, 79k mã nâu. Nâu 79k, comment đúng mã các chị yêu ơi. Nâu 79k. Rồi yếm hoa các chị này, lên xem em mã hoa kèm số em là 52kg quay đầu trên mã hoa. 52kg quay đầu trên mã hoa kim sa em hết rồi này, mã lên cho chị phút sau như một. Rồi lên xem em mã hoa lên 79. Rồi lên xem em này cho em mã hoa kèm số em 49k lên 79. Lên xem em mã hoa kèm số em này, nó đâu chị phút sau như một rồi nhá. Đâu chị phút sau như một rồi ạ. Hoa 49 à. Rồi con này 79k luôn các chị gà nhá. Con này em xả luôn các chị 79k. 79k cho em mã xanh, xanh kèm số em 60kg gì cũng ok hết nha. Rồi. Rồi 60kg quay đầu. 60kg quay đầu là em vừa. Lên xem em mã xanh kèm số em con này chất liệu là vải lên nha. Rồi lên xem em mã xanh kèm số em là 79k mã xanh. Mã hoa cho chị Hoàng Phượng nha, mã hoa chị Hoàng Phượng này. Rồi lên xem em mã xanh 79k thôi các chị nhá. 79k cho em mã xanh kèm số em là mã xanh nha. Một con beo siêu đẹp nha các chị ơi. Rồi, lên mã beo. Rồi, con này chị nào có tầm 53kg quay đầu làm em vừa cho em mã beo. Siêu đẹp luôn các chị ơi. Lên xem em mã beo 79k cho em mã beo kèm số em này beo 79k nha xá các chị 79k này. 79k cho em mã beo. Beo 79k kèm số em nha các chị gái nhá. Rồi mã nâu em hết rồi chị ơi. Rồi mã nâu em hết rồi nha, mã hoa em cũng hết rồi này. Rồi lên xem em mã beo. Rồi mã beo thu ạ. 79 beo. Rồi mã beo 79k ai lấy chút cho em nha. Rồi lên một con tay len siêu đẹp này các chị này. Lên một con tay loe nha các chị gái nhá. Hoa em hết rồi chị yêu ơi, hoa em hết rồi nha. Rồi con này siêu đẹp luôn các chị yêu ơi, con này siêu đẹp luôn. Lên xem em mã ngọc kèm số điện thoại cho em, kiểu tay là tay ngọc nhá, kiểu tay loe và tay ngọc nè. Rồi lên xem em mã ngọc kèm số em 55kg quay đầu nhá. Mã nâu em hết rồi chị ơi, em còn mã khác nha. Lên xem em mã ngọc kèm số em là 79k mã ngọc. Ngọc 79k kèm số em là ngọc nhá. 79k mã ngọc, mã beo chưa đọc đúng không? Mã beo cho chị Hoàng Phượng ạ. À. Rồi lên xem em mã ngọc kèm số em 79k nha các chị ơi. 79k cho em mã ngọc nhá. Mã ngọc 79k kèm số em ngọc nhá.
Trời ơi, dạ hội đây các chị ơi, 50 ký que đầu làm em vừa, mã xanh em hết rồi cho em còn mã ngọc nhá. 50 ký que đầu làm em vừa con này, lên xem em mã xanh, mã dạ hội xanh kèm số em này. 170k mã ngọc cho chị Thu Thu dồn đơn. Rồi lên xem em mã xanh kèm số em này bạn nhớ. 170k cho em mã xanh 170 kèm số em là xanh 170. Canh mặt sau đi gái ơi, từ từ em sẽ lên chị yêu ơi. Đừng vội. Đừng vội vàng chi. Rồi siêu đẹp luôn. Tại hàng đẹp quá mà không đạt được. Cô cứ chốt đi cô ơi. Xanh 170 ai lấy trước cho em nha các chị ơi. 57 ký que đầu em vừa cho em mã đen. 57 ký que đầu con này các chị có thể kết hợp với lại áo trắng nhá. Rồi 49k này, 49k cho em mã đen. Mã đen 49k kèm số em nha. Con này chị nào cỡ tầm 57 ký que đầu. Đen 49k kèm số em, đen 49k. 49k mã đen. Rồi 50 tới 57 ký mã vừa. 50 57 ký mã vừa cho em mã tím này, 79k mã tím kèm số nha các chị yêu này, 79k mã tím nhá. 57 ký quay đầu em vừa mã tím, 79k mã tím kèm số em. Tím 79k kèm số này, tím 79k chấm mày được hỏi xong màn nào các chị yêu ơi. Rồi một con hở lưng nha các chị yêu này, con này là hở lưng nhá. 53 ký quay đầu em vừa con này. 53 ký quay đầu em vừa con này là hở lưng các chị yêu này. 53 ký quay đầu là em vừa nhá. Rồi lên xem em chị nào chốt con này, lên xem em mắt đỏ trên canh kèm số hộ em. 180k cho em mắt đỏ trên canh, đỏ trên canh 180 kèm số hộ em này, đỏ trên canh 180. Chấm lên chia sẻ bài cho em nào các chị ơi, sao tự nhiên tục view dữ thế này. Rồi lên xem em mắt đỏ trên canh 180k cho em mắt đỏ trên canh 180 kèm số hộ em nhá. Đỏ trên canh 180. Tím, tím chốt Lan Anh Nguyễn. Rồi bi siêu đẹp này. Rồi con này chị nào cỡ tầm 53 ký que đầu làm em vừa. Rồi canh tím cho chị Nguyễn Thi nè, canh tím chị Nguyễn Thi nhá. 53 ký que đầu làm em vừa, 53 ký que đầu em vừa cho em mã bi. 53 ký que đầu em vừa cho em mã bi kèm số em này, cho em mã bi nhá. Mã bi kèm số này 53 ký que đầu 69k mã bi. 69k mã bi kèm số nhá các chị yêu nè. Rồi 69k mã bi nhá, mã bi cả. Mã bi kèm số em này. 69k mã bi 69k kèm số em. 69k mã bi chấm lên hộ em nào các chị ơi. Rồi yếm này 60 ký quay đầu luôn các chị gái nhá. Rồi 60 ký. Rồi cảm ơn chị Ngọc Thảo 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 La. 60 ký quay đầu làm em vừa cho em ạ yếm. 60 ký quay đầu cho em ạ yếm ạ. Rồi lên xem em mã yếm này, mã yếm. Mã yếm này, 60 ký quay đầu cho em mã yếm. Con này bao nhiêu ký mà cũng được nha. Lên xem em mã yếm. Rồi mã yếm 49k. Rồi đảo trên cây của chị Mây nha. Đảo trên cây của chị Mây. Em vẫn còn một con đảo. Chị nào lấy thì chốt cho em nha. Rồi em còn một con đảo nữa nha. Rồi 60 ký quay đầu cho em mã hồng. 60 ký quay đầu cho em mã hồng. Cái tính là 55 ký quay đầu mà kèm cho chị Nguyễn Thị ơi. Rồi 60 ký quay đầu cho em mã hồng. Mã hồng kèm số này mã bi cho chị Thúy Ngọc này. Bi chị Thúy Ngọc 69k này. Rồi lên xem em mã hồng. Mã hồng bao nhiêu? Mã hồng 59k. Rồi 53 ký quay đầu cho em mã xám 49k mã xám. Sàm 49k kèm số em này, sàm 49k. Beo 79 size L là sao chị ơi? Sàm 49k kèm số ạ. Sàm 49k kèm số em. 50 ký quay đầu là em vừa cho em mã 1. 50 ký quay đầu là em vừa cho em mã 1 kèm số em này. Rồi 59k cho em mã 1 nhá. Mã 1 59k kèm số em. Mã 1 59k mã 1 nhá. Rồi cái này của bé 35 ký quay đầu cho em mã bé. 35 ký quay đầu cho em mã bé này. 49k cho em mã bé nhá. Mã bé 49k kèm số em này. 49k cho em mã bé này. Trời ơi, 58 ký quay đầu là em vừa cho em mã theo. 58 ký quay đầu là em vừa cho em mã theo kèm số em bao nhiêu? 99k cho em mã theo, theo 99k kèm số ạ. Rồi. Rồi theo 99k kèm số em này, theo nhá. 99k cho em mã theo. Theo 99k kèm số 57 ký quay đầu. Rồi mã bé cho chị Loan Chim đây nè, chốt đủ đơn trên cùng một loan luôn giùm em ha. Rồi lên xem em mã theo. Mã theo kèm số em này 99k mã theo, 57 ký quay đầu theo. Rồi một con cổ lọ này. Theo cho chị Ngân Hà. Rồi con này chị nào cỡ tầm 52 ký quay đầu là em vừa cho em mã cổ lọ. 52 ký quay đầu em vừa cho em cổ lọ kèm số em này. Rồi lên xem em mã cổ lọ nhá. 52 ký quay đầu cổ lọ bao nhiêu? Cổ lọ 59k ai lấy cho em. Rồi cái này là áo cái chị này, cái này là áo này, 49k cho em mã đỏ này. 57 ký quay vừa. 57 ký quay vừa. Lên xem em mã đỏ kèm số em 49k mã đỏ này. Con này là áo nhá, lên xem em đỏ ạ.
55kg quay đầu là bé vừa cho em ạ beo. 55kg quay đầu cho em ạ beo kèm số em này. 59k cho em ạ beo. Beo 59k kèm số này. Rồi beo 59k mà beo nha. Beo 59k này mà bé em hết rồi trời ơi. Beo 59k kèm số em. 50 tới 58kg mang vừa cho em ạ tím. 50 tới 58kg mang vừa cho em ạ tím kèm số em này. 79k cho em ạ tím ạ. Mà tím 79k kèm số nha các chị yêu này. 79k mà tím nhá. Tím 79k kèm số em. Trời ơi, một con form dài 50 tới 56kg mang vừa. 50-56kg mang vừa cho em mã dài kèm số em, một con siêu phẩm nhá. 120k cho em mã dài. Mã dài 120 kèm số em nè. Mã dài nhá, 120k mã dài. Rồi, 120k cho em mã dài nhá. Mã dài 120 kèm số em. Con này chỉ nào cỡ tầm 56kg quay đầu là mang vừa nhá. 56kg quay đầu mang vừa cho em mã dài. 120k mã dài kèm số em. Cổ lọ này, cổ lọ chốt chỉ cao 2. Rồi con này nó có khoác ở nhẹ ở ngoài nhá các chị ơi. Con này một con váy khoác nhẹ ở ngoài siêu đẹp nhá. Rồi lên cho em mã khoác cho em ạ. 58kg quay đầu mặc đẹp cho em. Ở trong là thêu và ở ngoài là một lớp khoác nhẹ. Rồi lên cho em mã khoác cho em. 120k mã khoác kèm số điện thoại cho em nhá. Khoác 120. Con này là một con vừa váy vừa khoác như thế này nhá. 120k mã khoác siêu đẹp này. 58kg quay đầu mặc đẹp ạ. Rồi mã dài của chị Bình Võ nhá. Rồi em còn mã khoác, chị nào lấy comment cho em mã khoác cho em. 120k mã khoác kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi lên một con dáng dài nữa này các chị này. Rồi siêu đẹp nhá. 58kg quay đầu mặc đẹp cho em. 58kg quay đầu mặc đẹp. À lên con này comment ngay tay cho mã xanh cho em nha các chị ơi. 120k. Rồi 120k. Rồi mã dài của chị Bình Võ rồi nhá. Bình Võ lên lại số đi. Bình Võ lên lại số. Cô Võ ơi cho em lại số á. Bình Võ cho em lại số nhá. Rồi mã khoác của chị Lan Anh Nguyễn ạ. Mã khoác của chị Lan Anh Nguyễn. Rồi lên cho mã xanh cho em nha. 120k. 58kg quay đầu mặc đẹp cho em. Lên cho mã xanh. Xanh 120k kèm số điện thoại cho em ạ. Xanh 120. Ai lấy chiếc ngay tay cho mã xanh cho em nha. Rồi, đã 69. Rồi, 69k cho em mã đỏ. Con này chị nào 55kg quay đầu. 55kg quay đầu là bên vừa cho em mã đỏ nên 69k cho em mã đỏ nhá. Đỏ 69k kèm số giả có 45kg luôn chị yêu ơi. Rồi lên cho em mã đỏ 69k cho em mã đỏ kèm số 55kg quay đầu nhá. 55kg quay đầu cho em mã đỏ kèm số em 69k đỏ đấy. Rồi con này 60kg quay đầu là men vừa. Trời ơi một con màu lạ siêu đẹp luôn. 60kg quay đầu là men vừa. 60kg quay đầu là men vừa. Rồi mã đỏ này, mã đỏ này, mã đỏ của ai nè. Rồi mã đỏ nhá, mã đỏ chị Hoàng Ngọc Hàng ạ. Đỏ chị Hoàng Ngọc Hàng nhá, chốt đủ đơn cho em nè. Rồi 60kg quay đầu men vừa cho em mã lạ. 60kg quay đầu men vừa cho em mã lạ. Kèm số em này cho em mã lạ nhá. Mã lạ kèm số này 79k cho em mã lạ là 79k. Kèm số em này là 79k nhá. 50 tới 55kg men vừa. Trời ơi đẹp chưa. 50 tới 55kg men vừa. Rồi mã xanh này. Mã xanh chị Đinh Thị Đinh. Mã xanh chị Đinh Thị Đinh này. 50 tới 55kg men vừa cho em mã đen. 50 tới 55kg men vừa. Lên giùm em đen kèm số hoa em nha các chị yêu này. Lên giùm em mã đen. 50 tới 55kg mang đẹp. Mặc đẹp lên giùm em mã đen. 79k cho em mã đen. Mã đen 79k phía dưới là ren hết các chị nhá. Rồi lên giùm em mã đen. Mã đỏ em hết rồi cho em. Còn mã lạ nhá. Mã lạ của chị Phương Linh nha. Rồi lên một con dạ hộ siêu đẹp. Con này nhanh các chị 55kg quay đầu đẹp lên cho mã dạ hộ cho em nha. Sale các chị 170k. Nhanh tay các chị ơi, dạ hộ mà chỉ có giá 170k chỉ có em bán thôi nha. Ai lấy comment nhanh tay cho mã dạ hộ cho em ạ. 170k mã dạ hộ kèm số điện thoại cho em nha. Dạ hộ 170. Ai lấy trên tay cho mã lạ hộ cho em nha. 65kg không có dạ hộ đâu chị ơi. Tầm 55. Mã lạ cho chị trên Ni Minh này. Vương Linh dạ hộ. Mã lạ rồi. Mã lạ cho chị Vương Linh. Rồi dạ hội 170k, ai lấy comment cho mã dạ hộ cho em nha. Mã đen của chị Lan Anh Nguyễn, đen của chị Lan Anh Nguyễn nha. Rồi lên một con sáng size nhỏ này. Con này 45kg quay đầu mặc đẹp cho em nha. 45kg quay đầu mặc đẹp, ai lấy comment cho mã sáng cho em ạ. 49k. Rồi sáng 49k kèm số điện thoại cho em ạ. Nhanh tay chốt cho mã sáng cho em nha. 49k các chị ơi. Sáng 49k kèm số điện thoại. Trời ơi xuất sắc nha. Sáng 49 này. Rồi lên con này siêu đẹp luôn nha. Con này form dài siêu đẹp nhưng mà con này nó bị hư mất cái khóa. Về các chị thay khóa cho em nha. Rồi lên một con đỏ dài siêu đẹp này. 55-57kg quay đầu mặc đẹp cho em. Con này nó bị hư khóa, các chị phải thay khóa giúp em nhá. À, ai lấy con này comment nhanh tay cho em nhá. Rồi mã gì đó, mã sử hư khóa cho em. Con này em xả các chị nhá. Rồi 59k mã hư khóa kèm số điện thoại cho em ạ. 59k mã hư khóa nhá các chị ơi. Hư khóa 59k kèm số điện thoại này. Rồi lên một con yếm này. Con này 55kg quay đầu mặc đẹp cho em. Lên cho mã yếm cho em 49k. Rồi yếm 49k kèm số điện thoại cho em nha. Nhanh tay chốt hàng các chị ơi. Yếm 49, ai lấy chốt nhanh tay cho mã yếm giúp em nha. 49k, 55kg quay đầu mặc đẹp cho em. Yếm 49k kèm số điện thoại. Rồi lên một con bi siêu chuẩn luôn nha các chị ơi. Con này 55kg quay đầu mặc đẹp cho em. Xuống lên lại số điện thoại đi chị ơi. Rồi mã hư khóa của chị Phạm Hằng. Mã hư khóa 59k của chị Phạm Hằng. À lấy con này comment cho mã bi cho em nha. Con này em cho các chị 79k mã bi. Trời ơi đẹp quá chị ơi. Bi 79k kèm số điện thoại cho em nha.
B79K kèm số điện thoại. Trời ơi, lên một con thiết kế nha. Lên một con thiết kế siêu đẹp này. Trời ơi, con này ở dưới nó làm thật tầng tầng. Rồi con này ạ, 50kg quay đầu mặc đẹp thôi. Chị nào 50kg đổ lại mặc vừa con này, chốt liền con này cho em nha. Rồi lên một con màu bã trầu siêu đẹp. Con này 50kg đổ lại mặc vừa cho em. Lên cho mã đẹp cho em nha các chị ơi. 89k hư khóa em hết rồi nha các chị ơi. Rồi mã bi của chị Trần Đinh, mã bi của chị Trần Đinh. Ai lấy con này comment ạ? À? Yếm của chị Lê Thị Hải Tính, mã yếm của chị Lê Thị Hải Tính. Ai lấy con này comment cho mã đẹp cho em nhá. Rồi 89k mã đẹp kèm số điện thoại cho em ạ. À. Nhanh tay hốt con đó các chị ơi. Rồi lên một con siêu dày và nặng luôn. Con này là free size bao nhiêu ký mặc cũng vừa cho em nhá, rẻ tà nhá. Free size bao nhiêu ký mặc cũng vừa. Con này là chất vải của nó có anh nhũ ạ. Rồi mã đẹp của chị Ngân Hà. Ai lấy con này comment cho mã nhũ cho em nhá. Xuất sắc các chị ơi. Mã nhũ ai lấy comment cho mã nhũ cho em ạ. 79k. Mã nhũ 79k kèm số điện thoại cho em nhá. Nhũ 79 nhanh tay cho các chị ơi. Nhũ 79k kèm số điện thoại. 55kg đổ lại một vừa cho em. Lên cho mã nhũ cho em 79k mã nhũ nhá. Rồi lên một em dáng thể thao nha các chị ơi. Lên một em dáng thể thao có mũ này. Rồi con này ạ, à, tầm 60kg đổ lại mặc vừa cho em nha, 60kg đổ lại vừa. Rồi mã đẹp em hết rồi nha, mã nhú của chị Ngân Hà, 60kg đổ lại mặc vừa cho em. Con này là dáng thể thao đuôi cá, lên cho mã đuôi cá cho em, xả các chị với giá 89k, con này xuất sắc. Rồi đuôi cá 89k kèm túi điện thoại cho em, nhanh tay chút các chị ơi. Đuôi cá 89 này, con này 60kg đổ lại mặc vừa cho em, chị sau chị lên chị Hải Tính ơi, chị sau nha. Rồi lên một con len này các chị này, lên một con len nha, con này là làm phốn một lớp ở trong này, dài nữa nha. Rồi con này lên 60kg quay đầu mặc đẹp cho em, đẹp em hết rồi nhá. Em gọi mã đuôi cá 89k. Ai lấy con này comment cho mã len cho em nha các chị ơi. Con này 60kg đổ lại một vừa. Rồi chút cho mã len cho em xả các chị 79k luôn. Trời ơi sốc chưa các chị ơi. Rồi mã nhũ em hết rồi các chị ơi. Rồi mã đuôi cá của chị Ngân Hà. Ai lấy comment cho mã len cho em nha. 79k kèm số điện thoại này. Rồi lên một em hoa cổ lọ này các chị này. Lên một em hoa cổ lọ nhá. Con này 58kg quay đầu mặc đẹp cho em nha. 58kg quay đầu mặc đẹp trời ơi. Ai lấy comment cho em là mã hoa cho em nha. 79k hoa 79 kèm số điện thoại cho em nha các chị ơi. Rồi đuôi cá em hết rồi chị ơi. Hoa 79k kèm số điện thoại, nhanh tay chốt các chị ơi. Hoa 79k kèm số điện thoại. Ai lấy comment nhanh tay cho em. Rồi một con đính đá tôi hoàn toàn từ trên xuống dưới nhá. Con này 53kg quay đầu mặc đẹp ạ. Lên cho mã đá cho em. Con này em sẽ các chị 69k. Rồi mã đá 69k kèm số điện thoại cho em nha. Đá 69 nha các chị ơi. Đá 69 xuất sắc. Đá 69k kèm số điện thoại, chuẩn bị em lên cho các chị một con siêu phẩm. Rồi mã len đen của chị Lan Anh Nguyễn, mã len đen của chị Lan Anh Nguyễn nha. Rồi chuẩn bị lên cho các chị một con siêu phẩm này, khoác này. Trời ơi, con này mà các chị mua tặng cũng quá là xịn sò luôn nha. Rồi, con này siêu đẹp ạ, à, 60kg đổ lại một vừa cho em. Toàn bộ là theo từ trước ra sau, từ sau ra ngoài nha. Trời ơi, hai bên có túi này. Cái này này em để cho mẹ em mặc thiệt tình luôn. Đó, túi hay chân. Rồi con này ai lấy comment cho mã khoác cho em nha các chị ơi, siêu phẩm 150k. Trời ơi con này các chị không chốt là em cũng để lại này. Rồi mã khoác 150k, ai lấy comment nhanh tay cho em ạ. Cả kiện nó có đúng duy nhất một con theo từ trước ra sau, từ trong ra ngoài. Rồi ai lấy comment nhanh tay cho em nha. Rồi mã khoác ạ, 120k mã khoác kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi lên một con yếm nha các chị ơi, khoác 150. Ai lấy comment cho em ạ, đúng mã cho em khoác 150k nha các chị ơi. Rồi mã khoác của chị xuất sau như một này. Rồi con này mình dạ yếm nhá. Con này 55kg quay đầu mặc đẹp cho em nhá. 55kg quay đầu mặc đẹp, lên cho mã yếm cho em. Xả con này các chị 49k, sốc chưa? Rồi 49k mã yếm chỉ cần về phối một cái áo len trắng ở bên trong thôi là xuất sắc rồi nhá. Rồi khoác của chị xuất sau như một rồi. Ai lấy comment cho mã yếm cho em 49k. Rồi con này phối đá này ở trên là nhũ nhá. Rồi con này 60kg đổ lại mặc vừa cho em, lên cho mã nhũ cho em. Xả con này với giá là 69k. Rồi khoác em hết rồi các chị ơi. Rồi mã nhũ 69k kèm số điện thoại cho em ạ. Nhũ 69 nha các chị ơi, siêu đẹp luôn. Nhũ 69k kèm số điện thoại. Mã yếm của chị Trần Đinh dồn đơn. Mã yếm của chị Trần Đinh dồn đơn nha. Rồi con này một con form dài, trời ơi xuất sắc. 55kg quay đầu mặc đẹp cho em, lên cho mã dài cho em nha các chị ơi. Chỉ có giá là 99k. Rồi mã nhũ em, mã nhũ còn không? Mã nhũ này của chị Thu Thu dồn đơn. Mã nhũ của chị Thu Thu dồn đơn. Yếm em hết rồi nhá. Rồi con này ạ, dài cho em chị Ngân Hà, hút liền con này cho em nha. Dài 99k, trời ơi ở đâu ra, dài 99k nhanh tay các chị ơi, dài 99 kèm số điện thoại cho em nha. Rồi mã dài 99k kèm số điện thoại này, trời ơi lên một em siêu phẩm, con này đẹp mặc đi tiệc được luôn nhá. Và hàng này còn nguyên tang mát cho em, con này 50kg quay đầu mặc đẹp thôi, 50kg quay đầu mặc đẹp, lên cho mã dài của chị Ngân Hà, lên cho mã còn tem cho em nha, tay loe này 99k. Rồi mã còn tem 99k kèm số điện thoại cho em nha, xuất sắc. Rồi còn tem 99, ai lấy chiếc nhanh tay cho mã còn tem cho em, 99k mã còn tem kèm số điện thoại cho em nha. Rồi 60kg đổ lại một vừa cho em, trời ơi tay quan này,
60kg đổ lại một vừa. Ai lấy comment cho mã đen cho em xả các chị 79k. Tem sau như một. Rồi mã còn tem của chị Phúc sau như một nhá. Ai lấy comment nhanh tay cho là mã còn mã đen. Mã đen cho em nhá. 79k mã đen kèm số điện thoại cho em này. Trời ơi lên một em tay loe siêu cưng nhá. Rồi con này form dài quá gốn này. 55kg đổ lại một vừa cho em. Lên cho mã tay loe. 55kg đổ lại một vừa. Lấy cho mã tay loe cho em nhá. Rồi xả con này cho các chị vừa dài 99k luôn. Rồi mã tay loe 99k hả? Rồi đen của chị Thu Thu, rồi mã tay lê 99k kèm số điện thoại cho em nha. Tay lê 99 này, tay lê 99k, con này dơ lên thôi. Áo. Rồi con này 60kg đổ lại vừa cho em, lên cho mã áo xả các chị 49k. Rồi áo 49k kèm số điện thoại cho em nha. Rồi mã tay lê của chị Thu Thu, tay lê của chị Thu Thu nha. Còn tem em hết rồi. À lấy con này cầm bên tay cho là mã áo cho em nha. 49k, ở đâu ra bài cho các chị một con áo với giá 49k. Rồi con này là dạng sườn xám nha các chị này. Con này là dạng sườn xám nhá. Con này dạng các chị 55kg quay đầu mặc đẹp cho em. 55kg quay đầu mặc đẹp. Ai lấy comment cho mã đỏ cho em nhá. Một con sườn xám áo của chị Ngân Hà. Rồi lấy comment cho mã đỏ cho em. Xả con này 99k luôn. Sốc chưa? Rồi mã đỏ 99k. Nhanh tay các chị ơi, đỏ 99 này. Em lên cho các chị một con thiết kế đi tiệc được luôn nha mọi người. Đi tiệc và bao sang luôn nhá. Rồi con này 52kg quay đầu mặc đẹp cho em ạ. Dạng cổ là đắp chéo và phía trên của nó là nhũ nhá. Trời ơi con này xuất sắc. Lên cho mã đi tiệc cho em nha. Rồi 99k luôn. Rồi mã đi tiệc 99k kèm số điện thoại cho em nha. Đi tiệc 99 này. Rồi mã đỏ của chị Liên Phạm. Mã đỏ của chị Liên Phạm. À lên cho bên cho mã đi tiệc cho em nha. 99k mã đi tiệc kèm số điện thoại cho em này. Rồi con này 60kg đổ lại một vừa cho em nha. Chị nào size to hút liền con này cho em nha. 60kg đổ lại một vừa. À lên cho bên cho mã chấm bi cho em ạ. 79k mã chấm bi. 79k mã chấm bi kèm số điện thoại cho em nha. Chấm bi 79 nha các chị ơi. Chấm bi 79k. Ai lấy comment nhanh tay cho mã chấm bi cho em. 79k mã chấm bi kèm số điện thoại cho em nha. Rồi lên một em cổ siêu lạ này. Con này 53kg quay đầu mặc đẹp cho em nha. Rồi mã đi tiệc của chị Sang Sang. Mã đi tiệc của chị Sang Sang. Con này 53kg quay đầu mặc đẹp. Ai lấy cái này comment cho mã tím cho em nha. Mã chấm bi của chị Thu Thu. Mã tím 79k. Ai lấy chiếc nhanh tay cho mã tím giúp em. 79k mã tím kèm số điện thoại cho em nha. Rồi lên một em màu xanh này. Trời ơi con này ở dưới là phú dạ nhá. Con này 53kg quay đầu mặc đẹp cho em. 53kg quay đầu mặc đẹp. Ai lấy comment cho mã xanh cho em. Con này ăn xả các chị 69k. Rồi mã xanh 69k kèm số điện thoại cho em. Nhanh tay cho mã xanh giúp em nhá. Rồi mã đi tiệc em hết rồi nhá. Rồi mã bi. Mã bi cũng hơi chốt rồi phải không? Rồi lên một con yếm này. Mã bi hết rồi phải không? Phải không? Hết rồi. Rồi con này ạ. Một con yếm đỏ nhá. Một con yếm đỏ siêu đẹp này. Yếm đỏ 50kg đổ lại một vừa cho em. Lên cho mã yếm đỏ cho em nhá. Rồi chấm bi em hết rồi chị ơi. Em còn mã tím, em còn mã xanh. Ai lấy con này comment cho mã yếm đỏ cho em nhá. 49k 50kg đổ lại một vừa. Yếm đỏ 49 nhanh tay chốt các chị ơi. Yếm đỏ 49. Ai lấy comment cho em xanh của anh? Bình Thanh. Hả? Xanh của chị Bình Thanh. Xanh của chị Bình Thanh. Ai lấy comment cho mã yếm đỏ cho em nha. Rồi một con đen đen này. Một con đen đen yếm siêu đẹp nhá. Con này 55kg quay đầu mặc đẹp cho em ạ. Lên cho mã đen đen cho em nha. Các chị ơi nhanh tay chốt cho em ạ. Rồi mã đen đen tím của ai? Rồi mã đen đen. Ai lấy comment cho mã đen đen cho em ạ. 69k mã đen đen. Đen đen 69k kèm số điện thoại cho em nha. 55kg đổ lại mặc vừa cho em. Đen đen 69k kèm số này. Rồi con này 60-65kg mặc vừa cho em. Một con form dài siêu đẹp luôn. Rồi 60-65kg mặc vừa. Cảm ơn chị Hợi Trần nhá. 60-65kg mặc vừa. Ai lấy con này comment cho mã dài cho em ạ. Xả các chị 99k. 99k. Ai lấy comment cho mã dài cho em này. 60-65kg mặc vừa. Lấy comment cho mã dài cho em nha. 99k. Dài 99 kèm Hoàng Phượng cho em ạ. Yếm Hoàng Phượng. Rồi mã yếm của chị Hoàng Phượng nhá. Yếm của chị Hoàng Phượng. Trời ơi. Một em đuôi cá này, chị nào là fan của đuôi cá thể thao nha. 60kg đổ lại một vừa cho em. 60kg đổ lại một vừa. Ai lấy cho bên cho mã đuôi cá cho em. Xả các chị 89k luôn. Rồi đuôi cá 89k kèm số điện thoại cho em nha. Đuôi cá. Rồi mã dài của ai? Chưa. Mã dài của chị Lan Phương Nguyễn. Mã dài của chị Lan Phương Nguyễn nha. Rồi mã đuôi cá 89k. Ai lấy cho chị em nha. Rồi con này là form resize 60kg đổ lại một vừa cho em. Phía trên là sẻ đùi nhá. 60kg đổ lại một vừa. Ai lấy comment cho mã đen cho em ạ. Xả con này cho các chị vừa giá là 69k. Rồi mã đen 69k kèm số điện thoại cho em nhá. Đen 69k. Rồi đen 69k kèm số điện thoại. Ai lấy chút thế là mã đen cho em 69k. Con này là bộ đen 69k kèm số điện thoại cho em nhá. Em còn mấy bộ thể thao nữa thì em sẽ lên cho các chị nhá. Rồi ai lấy comment cho là mã đen cho em ạ. 69k mã đen. Con này là khi mà mặc vô là nó sẽ cột lên như thế này. Rồi một con hồng siêu đẹp này, 53kg quay đầu mặc đẹp cho em nha. 53kg quay đầu mặc đẹp, lên cho mã hồng cho em ạ. Xả các chị con này 69k. Rồi mã đen của chị Phương Linh, mã đen của chị Phương Linh nha. Rồi mã hồng ạ.
69k mã hồng kèm số điện thoại cho em nha. Rồi em còn đuôi cá. Đuôi cá của chị là đuôi cá của chị Linh Thi. Đuôi cá của chị Linh Thi nha. Rồi con này là một con form thể thao này, siêu cưng luôn nha. Rồi con form thể thao siêu cưng, chị nào 60kg đổ lại bằng vừa cho em lên cho mã thể thao. Con này em xem các chị 69k mã thể thao kèm số điện thoại cho em nha. Thể thao 69 này. Ai lần comment nhanh tay cho mã thể thao giúp em. 69k mã thể thao nha. Rồi con này đẹp quá, vừa chấm bi vừa đính đá này, 79k. Rồi 79k cho em ạ, bi bi 79k kèm số nha các chị yêu nào. Con này chị nào cỡ tầm 52kg quay đầu men vừa. 52kg quay đầu men vừa cho em ạ, bi kèm số luôn giúp em nha các chị gái nhá. Rồi mã hồng này, mã hồng chị Hoàng Phượng nha, mã hồng chị Hoàng Phượng nào. Rồi con này lên giúp em mã bi 79k cho em ạ, bi vừa đính kim sa các chị yêu nha. Rồi lên giúp em mã bi kèm số em 79k cho em ạ, bi. Mã bi 79k kèm số em ạ. Rồi con này là dạng khoác nha các chị gái nhá. Chị nào thích khoác thì khoác, mà chị nào thích kéo lên thì mặc kiểu dạng đầm và kết hợp với lại beo như em ha. Rồi con này chị nào có tầm 55kg quay đầu men vừa. 55kg quay đầu men vừa rồi 69k. 69k cho em mã viền. Mã viền 69k kèm số điện thoại cho em nha các chị yêu nào. Mã viền 69k, mã viền con này 55kg quay đầu là men vừa nhá. 55kg quay đầu mã viền 79k à 69k cho em mã viền. 58kg quay đầu men vừa cho em mã ren. 58kg quay đầu là men vừa cho em mã ren. Kèm số em này cho em mã ren nhá. Mã ren kèm số này. 58kg quay đầu là men vừa cho em mã ren. Mã ren 79k cho em mã ren này. Mã ren 79k kèm số này. Mã hồng em hết rồi chị ơi. Lên xem em mã ren 79k mã ren kèm số ạ. Mã tiền của chị Khánh Quỳnh. Mã tiền của chị Khánh Quỳnh nhá. Tên còn không? Rồi, siêu đẹp. 69K01. Rồi con này lên xem em mã số 47kg quay đầu là em vừa. 47kg quay đầu em vừa cho em mã 01 kèm số điện thoại cho em. Rồi, bao nhiêu? 69K này cho em mã 01 này, 0169K kèm số luôn giùm em nha các chị yêu nào. Rồi mã ren này, mã ren chị Hoàng Phượng nha, ren chị Hoàng Phượng mà. Rồi con này lên xem em mã 01 nhá, mã 0169K mã 01 nhá. 0169K kèm số em. Rồi 50kg quay đầu men vừa cho em mã caro. 50kg quay đầu men vừa cho em mã ro kèm số hiệu em này, cho em mã caro. Rồi mã bi của chị Vân Thanh Ngô. Rồi lên xem em mã caro. À lộn, lên xem em mã caro. Mã caro kèm số em này cho em mã caro. 69k cho em mã caro. Caro 69k kèm số ạ. Rồi con này dạng áo các chị nhá. Con này dạng áo đây, lên xem em mã áo kèm số em này, mã đen. Mã đen nào chị ơi, em hết mã đen rồi nhá. Rồi con này chị nào 55kg quay đầu em vừa cho em mã áo này 49k mã áo kèm số em nè. 49k mã áo nhá, mã áo 49k kèm số này. Em thấy chị nào lên trước thì em sẽ chốt thôi các chị ơi. Caro của chị Lê Thị Hải Tính, tiểu thư 79. Rồi con này siêu đẹp luôn các chị gái nhá. 50kg quay đầu em vừa cho em mã tiểu thư. 50kg quay đầu em vừa cho em mã tiểu thư kèm số điện thoại luôn giùm em nha các chị gái nhá. Rồi con này xả các chị 79k cho em mã tiểu thư. Tiểu thư 79k kèm số điện thoại luôn giùm em mã bi em hết rồi chị yêu ơi. Lên giùm em mã tiểu thư 79k mã tiểu thư kèm số luôn giùm em ạ. Rồi một con chữ siêu đẹp nào. Con này dạng dây nha các chị là 50kg quay đầu em vừa. 50kg quay đầu cho em mã dây. 50kg quay đầu cho em mã dây. 49k cho em mã dây. Mã dây 49k kèm số em nào. 49k mã dây. Các chị ơi chốt hàng lên số luôn giùm em nha các chị yêu ơi. Lên giùm em mã dây 49k cho em mã dây. Dây 49k kèm số luôn giùm em nha các chị yêu hả. Lên hình có đơn chưa? Rồi con này 47kg quay đầu. 47kg quay đầu. Tiểu thư của chị Lê Hiền, chị Thảo La Sau. 47kg quay đầu em vừa. Lên xem em mã lạ 49k cho em mã lạ nha. 47kg quay đầu lạ. Lê Hiền ơi, khách thường mới quay chút áo dài á. Rồi mã lạ 49k kèm số điện thoại cho em nha. Lạ 49 này. Rồi lên một con beo này. 53kg quay đầu mà đẹp lên cho mã beo cho em ạ. Xả con này cho các chị luôn. 69k. Rồi mã beo 69k kèm số điện thoại cho em nha. Beo 69 kèm số điện thoại nhanh tay chốt các chị ơi. Beo 69 kèm số điện thoại cho em nha. Rồi lên một con đỏ siêu đẹp này. Con này 55kg đổ lại một vừa cho em nha. Rồi 55kg đổ lại một vừa. Ai lấy cửa bên nhanh tay cho mã đỏ cho em ạ. 69k mã đỏ kèm số điện thoại cho em ạ. Chấm bài và tương tác để mạnh được video cho em nè các chị ơi. Rồi mã đỏ 69k kèm số điện thoại nhanh tay nha các chị ơi. Đảo 69 kèm số điện thoại này chấm 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 và tương tác lên cho em nhá. Rồi lên một con chấm bi siêu cưng này. Con này 60kg đổ lại một vừa cho em nhá. 60kg đổ lại một vừa lên cho mã bi cho em xả con này với các chị với giá là 79k. Rồi mã bi 79k kèm số điện thoại cho em nhá. Bi 79 kèm số điện thoại ạ. Nhanh tay trước cho là mã bi cho em. 79k mã bi kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi lên một con yếm siêu đẹp ạ. Con này về các chị về chỉ cần phối một cái áo thun, một cái áo len là xuất sắc nhá. Rồi con này 55kg đổ lại vừa cho em lên cho mã yếm xả các chị 49k. Rồi mã yếm 49k kèm số điện thoại cho em nha các chị ơi. Yếm 49 là ai lấy cho mình nhanh tay cho mã yếm giúp em nhá. 49k mã yếm kèm số điện thoại này. Rồi lên một con dây hồng này. Con này 55kg đổ lại vừa cho em lên cho mã dây hồng cho em nhá. Rồi 59k mã dây hồng 59 kèm số điện thoại cho em nhá. Dây hồng 59 kèm số điện thoại.
Ai lấy cho em tay chờ mã dây hồng giúp em 59k mã dây hồng đẹp tôi sẽ tải cho em bữa thầy còn mấy cái đầm len mà đó hết rồi nhỉ. Rồi mã đỏ Thuna chốt hàng lên số chị ơi, Thuna chốt hàng lên số nhá. Rồi mã yếm của chị Ngân Hà, mã yếm của chị Ngân Hà nhá. Rồi ai lấy con này comment nhanh tay chờ mã beo cho em ạ, xã các chị 59k mã beo. Beo 59k kèm số điện thoại cho em ạ. Ok chị Lê Hiền nha, em thấy số điện thoại của chị rồi nhá. Rồi mã yếm 5 mã beo 59k hả? Bi còn đúng không? Bi Hoàng Phượng, Hồng Ngọc Châu. Rồi con này chị nào cỡ tầm 50kg quay đầu em vừa cho em mã áo á. 50kg quay đầu cho em mã áo này 49k mã áo nhá. À 49k. Rồi 45kg quay đầu, con này còn nguyên tang nha, lên giùm em mã đỏ đây. Cho em mã đỏ nha, 45kg quay đầu. Cực yêu luôn, lên giùm em mã đỏ. Rồi lên giùm em mã đỏ nha. 49k đỏ. 52kg quay đầu. Áo của chị Ngân Hà. 52kg quay đầu cho em mã xám, 59k mã xám. 59k mã xám kèm số em, 52kg quay đầu. Cho em mã xám, 59k mã xám kèm số ạ. À. 52kg quay đầu em vừa. Rồi 69k cho em mã 01. Chị Lê Hiền ơi, chị mời cáo một cái thôi nha chị ơi. 69k cho em mã 01, 01 69k. Giống như đôi nó dài. Như 55kg quay đầu cho em mã xanh. 55kg quay đầu cho em mã xanh kèm số em này 55kg ạ. 55kg quay đầu cho em mã xanh, 59k mã xanh kèm số em. 55kg quay đầu xanh. Đỏ nhung đi. Đỏ nhung đi. Chốt đủ đơn luôn giùm em nha các chị ơi. Đơn trên 80k em mới chốt được nha các chị ơi. Đơn trên 80k em mới đi được nhá. 53kg quay đầu cho em mã lông. 59k cho em mã lông, 53kg quay đầu lông, 59k. Bình Thi có đơn chưa? Xanh cho chị Bình Thanh dồn đơn. Xanh của chị Bình Thanh. Trời ơi đẹp quá. 55kg quay đầu cho em mã yếm đen. 59k cho em mã yếm đen, 55kg quay đầu nha các chị này. Cực kỳ yêu luôn các chị yêu không? Rồi lên xem em mã đen, à mã yếm đen. Yếm đen này, yếm đen nhá, 59k yếm đen. Một con siêu phẩm này, 55kg quay đầu, lên xem em mã siêu phẩm 150k cho em mã siêu phẩm. Mã lông của chị Lê Hiền. Siêu phẩm 150 kèm số em, siêu phẩm 150k cho em mã siêu phẩm nhá. 55kg quay đầu, siêu phẩm 150k cho em mã siêu phẩm nhá. Mã yếm đen dồn đơn chị Thu Thu. Bốn mươi lăm kg quay đầu là em vừa 49k mã beo. Siêu phẩm của chị Phút Sao như một. Beo 49k, 55kg quay đầu beo 49k kèm số này. Còn lên một con của bé siêu đẹp nhá. Con này 35-40kg quay đầu mặc đẹp cho em. Lên cho mã bé cho em nha. Con này xuất sắc luôn. 79k mã bé. Rồi 79k mã bé kèm số điện thoại cho em. Siêu phẩm 120k của chị Phút Sao như một. Rồi mã bé 79k. Ai lấy comment lên tay cho mã bé cho em. 79k mã bé kèm số điện thoại cho em nha. Sao tụi này nó xếp hàng lộn xộn cái tay. Chứ đã nói là áo riêu, váy riêu rồi. Và bây giờ nó lộn xộn riêu nhá. Rồi áo thể thao này. Rồi một con dạng áo thể thao nè. 60kg quay đầu em vừa. Ngân Hà. 60kg quay đầu em vừa cho em mã áo này, 59k cho em mã áo ạ. Áo 59k kèm số em, áo 59k này. 60kg quay đầu là em vừa. 60kg quay đầu là em vừa này. Rồi lên giùm em mã số 2 kèm số em cho em mã 2. Mã 2 kèm số này, 59k cho em mã 2. 59k mã 2 kèm số ạ. Rồi 35kg quay đầu 49k cho em mã bé này. 30-35kg lên xem em mã bé này. 30-35kg cho em mã bé kèm số của em. Bé 49k mã bé. Rồi lên 65kg quay đầu. 65kg quay đầu 69k cho em mã đen. Mã số 2 của chị Hương Bình. Rồi lên xem em mã đen. Mã đen kèm số em 69k mã đen. 60kg quay đầu. Đen 69k. Bốn mươi lăm ký quay đầu mang đẹp. 45 ký quay đầu Ngân Hà luôn. Cho em mã dây 49k mã dây. Con này là thiếu dây về các chị ấy lên cho em mã tạm. Rồi lên cho em mã tạm này, mã tạm nhá. Tay phòng nhá. Con này đẹp quá. Rồi 60 ký đổ lại vừa lên cho em
mã theo cho em nha, 99k. Rồi 99k mã theo, theo 99k mã bé chị Ngân Hà. Theo 99k kèm số em này, 99k mã theo. 55kg quay đầu theo 99k này. Quay đầu cho em mã beo, 49k mã beo. Mã tặng của chị Trần Đinh. Beo này, 59k cho em mã beo, 55kg quay đầu beo, 59k mã beo. Sườn xám, 50kg quay đầu. Sườn xám này, 50kg quay đầu cho em mã hồng, 49k mã hồng, 79k mã hồng. Hồng 79k, 55kg quay đầu một con, 50kg quay đầu một con sườn xám, 50kg quay đầu. Mã dây dồn đơ cho Nhung đi ê. Mã hồng 60 ký quay đầu cho em mã hoa. 60 ký quay đầu cho em mã hoa kèm số em 60 ký ạ. 60 ký quay đầu cho em mã hoa, mã hoa 99k mã hoa. Hoa theo. Bốn năm ký quay đầu cho em mã tím, 49k mã tím. 45 ký quay đầu cho em mã tím, 49k mã tím kèm số em nè. Rồi 45 ký quay đầu tím, 49k. Rồi mã hoa cho chị Ngọc Châu. Mà 60 ký quay đầu, mã tím của chị Chuột Bạch Nguyễn. 60 ký quay đầu, lên giùm em mã đen kèm số em nè. 60 ký quay đầu cho em mã đen, 79k cho em mã đen. Đen 79k kèm số em, đen 79k. 79k mã đen. 55 ký quay đầu cho em mã áo, 49k mã áo. 55 ký quay đầu mã áo, 39k mã áo ạ. Rồi một con phong dài 55kg quay đầu. Rồi xả luôn cái này các chị 99k mã dài. Dài 99k kèm số em dài 99k. 99k mã dài. Dài 99k kèm số ạ. 50kg quay đầu cho em mã xanh đen. 50kg quay đầu cho em mã xanh đen kèm số ấy. Lên giùm em mã xanh đen, 59k cho em mã xanh đen. Mẫu cao 1m55 chị ơi. Mã dài của chị Thu con này áo. Rồi 50kg quay đầu cho em mã áo ạ. Lên giùm em mã xanh. 50kg quay đầu cho em mã xanh, 39k mã xanh. Xanh 39k. Rồi con này 56kg quay đầu men vừa, 49k cho em mã lạ, 49k mã lạ. Lạ 49k. Rồi áo siêu phẩm này 50kg quay đầu, lên giùm em mã nâu. 50kg quay đầu cho em mã nâu, 69k mã nâu. Rồi áo xanh này, 55kg quay đầu cho em mã áo xanh. 55kg quay đầu, áo xanh. Lên giùm em mã 01 đi, mã 01. Rồi, 49k cho em mã 01. Mã xanh đen. Xanh đen của chị Nhung Ni E. Xanh đen của chị Nhung Ni E. Rồi mã nâu của chị Phút Sau Như Một. Xanh đen của Nhung Ni E. Nâu của Phút Sau Như Một nha. Ồ, một con siêu phẩm. Một con siêu của siêu phẩm luôn. Rồi một con siêu phẩm váy sơ mi này. Mã xanh 01 của chị Phút Sau Như Một. 59k. 54, 53kg quay đầu men vừa. 53kg quay đầu men vừa cho em mã siêu phẩm này. 150k cho em mã siêu phẩm nhé. Siêu phẩm 150 kèm số em. Siêu phẩm 150, 53kg quay đầu ha. 53kg quay đầu là men vừa cho em mã siêu phẩm 150k mã siêu phẩm này. Siêu phẩm 150 kèm số em nha. Rồi của bé 30-40kg này, 30-40kg cho em mã bé này, 49k cho em mã bé kèm số em, 49k mã bé ạ. Các anh chị nào có tầm mua cho bé từ 30-40kg này, đây giùm em mã bé nè. Siêu phẩm của chị Phạm Hạnh. 65kg quay đầu là em vừa này, cho em mã to. 65kg quay đầu cho em mã to, kèm số em 99k, xả các chị 99k mã to. To 99k kèm số em 65kg quay đầu nha. 65kg quay đầu cho em mã to kèm số em 99k mã bé của chị Phạm Hạnh. Rồi 50kg quay đầu cho em mã yếm xám. 50kg quay đầu cho em mã yếm xám, 49k mã xám. 49k mã xám. Siêu phẩm em hết rồi chị ơi. To 50, của chị Vương Linh. 50-57kg mang vừa cho em đỏ. 50-57kg cho em đỏ này, 69k đỏ. 50-57kg 69k đỏ. Rồi 52kg quay đầu, 59k cho em mã nâu. Nâu 59k, 52kg quay đầu ạ.
Tím dài, hết rồi đúng không? Rồi lên xem em màn nâu, 59k màn nâu. 52kg quay đầu, nâu 59k. 55kg quay đầu là mặc đẹp, cho em mặc tím. 55kg quay đầu là mặc đẹp, cho em mặc tím này. Má đỏ của chị Hương Bình. Rồi, 59k cho em mặc tím, tím 59k. Ít vậy chị ơi, chốt thêm đi. Con này còn nguyên tang này. 53kg quay đầu là mặc đẹp, 69k cho em mặc lông. Lông 69k kèm số của em 53kg quay đầu nhá, còn nguyên tang nguyên mặc luôn. Rồi. Rồi 69k lông. Còn nha chị heo bụi ơi, mã lạ còn nhá, mã áo lạ còn ạ. Lấy thì cả mê chị là áo lạ 49k kèm số điện thoại cho em nhá. 50kg quay đầu cho em mà đỏ, 59k đỏ đây. 50kg quay đầu cho em đỏ này, 59k đỏ kèm số em đỏ 59k. 53kg quay đầu là em vừa, 53kg quay đầu là em vừa cho em mã số 02. 53kg quay đầu em vừa cho em mã 02, 69k mã 02. 69k mã 02. Quay đầu cho em mã chấm đỏ đi. Của chị Ngân Hà. À, xanh đen của chị Minh. Sao, xanh đen em hết rồi chị ơi, con đó là size to. Rồi lên xem em mã bi, mã bi 69k mã bi. Tay phòng này 50kg quay đầu 79k của chị Huyền Nguyên. 79k cho em mã đỏ 50kg quay đầu. 50kg quay đầu cho em mã đỏ 79k. Đỏ 79k kèm số ạ. Áo dây các chị này, lên xem em mã dây 50-57kg mang vừa cho em mã dây. 50-57kg quay đầu cho em mã dây. 29k mã dây kèm số em. 29k mã dây, dây 29k kèm số nhá. Sáu mươi lăm ký quay đầu em vừa che mã cổ lọ, 65kg quay đầu che mã cổ lọ kèm số em này. Rồi sáng các chị 69k che mã cổ lọ, cổ lọ 69k kèm số em, cổ lọ 69 này. Đó chị Ngọc Lan. 50kg quay đầu che mã yếm một Bạch Nguyễn. 50kg quay đầu che mã yếm này 49k mã yếm, yếm 49k. Rồi 55kg quay đầu 59k che mã áo. 55kg quay đầu áo 59k. Ký quay đầu cho em mã beo 69k mã beo. Cổ lọ 69 của chị Lê Hiền. 55kg quay đầu cho em mã beo 69k mã beo. Siêu phẩm 53kg quay đầu cho em mã siêu phẩm 120k mã siêu phẩm của chị Thủy Trần. Siêu phẩm 120 kèm số em siêu phẩm này. 120k mã siêu phẩm ạ. 52kg quay đầu siêu phẩm 120. 50kg quay đầu một con cổ vét, 50kg quay đầu trên mã 05. Máy chị Tiên Nguyễn nha chị ơi. 50kg quay đầu trên mã 05. 49k mã 05. Chầm 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 tương tác lên chị em nào các chị ơi. Thấy các chị nhưng còn thấy có chị chốt đâu. Rồi mã beo dồn, mã beo dồn đơn chị Hương Bình, mã siêu phẩm của chị Mỹ Hạnh Trần. Siêu phẩm 120k của free chị Mỹ Hạnh con Trần. Này, free size con này lên dưới bên mã hồng nó bị lắm ở đằng sau nha. 05 của chị Linh Thùy. Đây là em xe luôn các chị nè. 39k này cho em mã lắm, lắm 39k free size. 39k mã lắm á. Beo của ai? Mã beo của chị Hương Bình. 53kg quay đầu em vừa cho em mã áo, 49k mã áo. 05 53kg quay đầu áo, 49k áo á. Em không biết bây giờ các chị mấy cái đâu chị ơi. Em cũng không biết luôn, tí nữa sau rồi em mới biết được nha. 53kg quay đầu cho em mã dây. Mã dây kèm số em này cho em mã dây 49k mã dây. Dây 49k kèm số điện thoại cho em nha. Rồi con này tắt. Rồi mã hồng Vista của chị Phương Linh. 52kg quay đầu em vừa cho em mã khoác 69k mã khoác. 52kg quay đầu chị ơi. Rồi 69k mã khoác kèm số em. 55kg quay đầu cho em mã đen, 69k mã đen. 55kg quay đầu đen, 69k. 55kg, mã khoác của chị Thanh
Thanh Nguyễn. Rồi con này 55kg quay đầu mặc đẹp, một con thiết kế siêu đẹp nha. Con này đi tiệc là bao xa luôn. Lên cho là mã đẹp cho em nha, 130k. Đẹp 130k kèm số điện thoại cho em ạ, đẹp 130. Ai lấy trên tay cho mã đẹp cho em 130k nha. Con này là giặt yếm. Em dơ ở đó. Rồi chấm lên tương tác lên cho em nào các chị ơi. Sao giờ không thấy ai nói năng gì ta. Một con yếm xuất sắc. Một con yếm xuất sắc luôn. Mã đẹp thiết kế của chị Ngân Hà. Rồi ạ, con này cho em nha. Trời ơi, một con yếm siêu đẹp luôn. Một dưới là một hàng nút nhá. Rồi con này 55kg quay đầu mặc đẹp cho em ạ. 55kg quay đầu mặc đẹp ạ. Lên cho mã siêu phẩm yếm cho em nha các chị ơi. 99k mã siêu phẩm yếm. Trời ơi, dài tới mắt cá chân luôn. Rồi lên cho mã siêu phẩm yếm cho em ạ. Đẹp em hết rồi nha. Siêu phẩm yếm cho em nha. Rồi 99k mã siêu phẩm yếm. Kèm số điện thoại cho em ạ. Siêu phẩm yếm 99k. Hôm nay toàn bộ là nhung nha các chị ơi. Siêu phẩm yếm 99 nha. Rồi khoác len này 69. Rồi mã yếm này của chị Ngân Hà này 69k. Trời ơi, lên cho mã khoác len 55kg quay đầu mặc đẹp cho em. Lên cho mã khoác len cho em nha, 69k. Rồi khoác len 69k kèm số điện thoại cho em ạ. Nhanh tay trước cho mã khoác len giúp em, 69k mã khoác len kèm số điện thoại cho em nha. Khoác len 69. Trời ơi siêu đẹp luôn. Nhanh tay các chị ơi, khoác len 69 này. Rồi lên một con đảo siêu đẹp này. Con này 50kg quay đầu mặc đẹp cho em nha. 50kg quay đầu mặc đẹp ạ. À, lên con này comment nhanh tay cho mã đỏ cho em xã. Con này các chị 39k. Rồi mã khoác len của chị Thanh Nguyễn này. À, lên comment nhanh tay cho mã đỏ cho em 39k. Mã đỏ, đỏ 39k kèm số điện thoại cho em nha. Đỏ 39 ạ. Nhanh tay chúc cho mã đỏ cho em 39k mã đỏ kèm số điện thoại cho em nha. Yếm đen này 50kg quay đầu mặc đẹp cho em. Lên cho mã yếm đen cho em xã các chị 49k. Rồi 49k mã yếm đen kèm số điện thoại cho em nha. Yếm đen 49k. Nhanh tay chúc cho mã yếm đen cho em nha. Khoác em hết rồi chị ơi. Khoác em hết rồi nha. Yếm đen 49k. Rồi con này một con nó là dạng cổ, cổ sườn xám nhá. Con này siêu sang luôn các chị ơi. Rồi 58kg quay đầu mặc đẹp cho em. Cổ nó là cổ sườn xám này. Rồi mã đỏ của chị Lan Phương Nguyễn. Mã đỏ của chị Lan Phương Nguyễn nhá. À là con này comment nhanh tay cho em nha. Rồi mã dài cho em các chị ơi, 130k mã dài. Con này là dạng cổ sườn xám 58kg đổ lại một vừa cho em nhá. Rồi nhanh tay chị ơi. Rồi dài cho em nha, 130k mã dài kèm số điện thoại cho em này. Dài 130. Rồi con này là dạng yếm như thế này nhá. Rồi 58kg quay đầu mặc đẹp cho em ạ. Phong cũng là dài quá vố luôn. Rồi lên cho là mã yếm cho em nha. Xả con này 69k. Yếm 69 nha các chị ơi. Yếm 69 kèm số điện thoại cho em ạ. Yếm 69k kèm số điện thoại lên cho em nha. Chấm và tương tác để mạnh lực view lên cho em nào mọi người ơi. Rồi lên một con beo siêu cưng. Con này 50kg quay đầu mặc đẹp lên cho mã beo cho em nha. 49k. Rồi mã beo 49k mã beo kèm số này. Beo 49k kèm số nha. 49k mã beo. Mã dài con. Dạ băng. Không chốt à? Đặt đi. Mà dài chốt chị băng thanh. Rồi 53kg quay đầu em vừa. Một con dung siêu đẹp 53kg quay đầu. Rồi 69k cho em mà dung, dung đen nha. Rồi 69k mà dung đen, dung đen 69k nè. 4853kg quay đầu cho em mà dung đen, 69k mà dung đen. Dung đen 69k kèm số em dung đen 69. Dài em hết rồi nha. 57kg quay đầu em vừa cho em mà lông. 50-57kg quay đầu lông. 79k cho em mã lông, lông 79k kèm số em, 79k mã lông. Con này là giả khoác váy. Trời ơi đẹp quá. Linh Linh, mình đẩy cái đống này qua bên kia rồi. Rồi giả khoác váy cái chị nè. 60kg quay đầu nhá. 60kg quay đầu làm em vừa. Lên giùm em mã khoác kèm số em cho em mã khoác này. 120k cho em mã khoác, khoác 120 kèm số em. Khoác 120. 120k mã khoác kèm số em, 60kg quay đầu luôn ạ. 60kg quay đầu cho em mã khoác, 120k mã khoác kèm số em. Rồi khoác 120k ai lấy chút nhanh tay cho em nha. Rồi khoác 120 kèm số điện thoại cho em ạ. Khoác váy của chị Nguyễn Thùy Hương. Khoác váy của chị Nguyễn Thùy Hương nha. Con nào đẹp các chị phải nhanh tay nha. Rồi thêm một con đẹp nữa là cái chị này. Rồi 55kg đổ lại một vừa cho em. Đây cho mã hồng cho em nha. Con này siêu đẹp luôn, 99k. Rồi mã hồng 99k kèm số điện thoại cho em nha. Hồng 99 nhá. Chị ơi nhanh tay chút cho là mã hồng cho em. 99k mã hồng kèm số điện thoại cho em nha. Khoác em hết rồi các chị ơi. Rồi mã hồng 99k. Con này cũng là form dài luôn này. 55kg quay đầu mặc đẹp cho em ạ. Một con dây phố đen siêu đẹp nhá. Con này siêu dài và đẹp luôn. Con này ai lấy comment cho mã dài cho em xả. Con này 79k mã dài này. Nhanh tay các chị ơi, dài 79k kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi mã dài 79k. Ai lấy trên tay cho mã dài cho em. 79k mã dài kèm số điện thoại. Rồi 57kg quay đầu mặc đẹp lên cho mã hoa cho em nha. 49k mã hoa.
49k kèm số điện thoại cho em ạ. Nhanh tay trước cho mã hoa cho em nha. 49k con này giơ lên này. Rồi lên một em dạ sơ mi dạ áo kiểu này. Rồi mã hồng của chị Hương Ruby, mã hồng của chị Hương Ruby. Rồi con này ạ, 53kg quay đầu mặc đẹp lên cho mã áo kiểu cho em nha. 49k mã áo kiểu ạ. Áo kiểu 49k kèm số điện thoại cho em ạ. Áo kiểu 49k. À lấy trước nhanh tay cho em mã hồng của chị Hương Ruby rồi nha. Rồi mã áo kiểu ạ, 49k mã áo kiểu kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi áo kiểu 49k kèm số điện thoại. Rồi con này cho em nha, một con đảo siêu đẹp nhá. Con này 55kg đổ lại một vừa cho em. À lấy comment nhanh tay cho mã đảo cho em nha. Các chị ơi 69k. Rồi mã áo kiểu của chị Phút Sau Như Một nha. Mã hoa của chị Châu Nguyên Giang. Mã hoa của chị Châu Nguyên Giang. Rồi con ạ, rồi ai lấy con này comment nhanh tay cho là mã đỏ cho em nha. 69k mã đỏ kèm số điện thoại cho em này. Rồi con này ạ, rồi 63kg quay đầu mặc đẹp cho em nha. 63kg quay đầu mặc đẹp lên cho mã đen giúp em nha. Rồi 69k mã đen, 69k mã đen kèm số điện thoại cho em ạ. Đen 69k kèm số điện thoại. Rồi đen 69k nhanh tay chút các chị ơi, 69k. Rồi con này 55kg đổ lại vừa cho em. 55kg đổ lạng vừa, ai lấy con này comment cho mã hổ cho em nhá. Rồi giá hổ size S nhiều mà chị ơi. Rồi mã hổ cho em ạ, con này giả các chị vừa giá 69k. Đảo Bình Thanh. Hổ 69. Đảo Bình Thanh. Rồi mã đảo của chị Bình Thanh nha, đảo của chị Bình Thanh này. Rồi lên một con giả hổ này, lên một con giả hổ siêu đẹp 200k. Rồi mã đen. Rồi ok chị Châu Nguyên nha. Mã đen này. Mã đen cho chị. À, Linh Thi. Linh Thi, mã đen của chị Linh Thi. Rồi dạ hội đỏ 55kg đổ lại một vừa cho em lên cho mã dạ hội đỏ cho em nha. Em còn duy nhất một con này thôi. 200k mã dạ hội đỏ. Nhanh tay các chị ơi, không có ở đâu bán dạ hội mà 200k như em đâu. Rồi dạ hội đỏ 200k, nhanh tay chút cho mã dạ hội đỏ cho em. 200k mã dạ hội đỏ kèm số điện thoại cho em nhé. 200k mã dạ hội đỏ. Ai lấy comment nhanh tay cho mã dạ hội đỏ cho em nhé. Rồi dạ hội đỏ của chị Ngọc Lan, dạ hội đỏ của chị Ngọc Lan nhé. Rồi lên một em chấm bi siêu đẹp này, con này 50kg đổ lại vừa cho em nha. Rồi chấm bi 49k. Rồi chấm bi 49k mã hổ này. Mã hổ Ngân Nguyễn có đơn chưa? Chưa. Hả? Có rồi. Rồi mã hổ của chị Ngân Nguyễn. Rồi mã chấm bi cho em nha, 99k. Rồi lên một con len nha các chị ơi, một con len bông tô ghi. Con này nó len bông tô ghi sẽ tà rồi, ok chị Ngân Nguyễn nha. Dạ hổ đỏ em còn đúng một con nha. Vừa nha chị ơi. Dạ hổ đỏ em hết nha. Tí nữa em sẽ qua mẫu khác nha chị ơi. Rồi lên một con len siêu đẹp này, trời ơi con này resize bao nhiêu ký mặc cũng vừa, hai bên là xẻ tà. Rồi con này xả cho em nha, 79k lên cho mã len giúp em. Len 79k kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi mã len 79k, mã len kèm số điện thoại, len 79k. À lấy trước nhanh tay cho mã len cho em nhá. Rồi lên một con giả hội mặt đỏ đô này. Con này là 60kg đổ lại mặc vừa luôn cho em, hai bên có xẻ nhá. 60kg đổ lại mặc vừa, 150k lên cho mã 150, giả hội đỏ em hết rồi nhá. Rồi chị nào 50-60kg thì hút liền con này lên cho em là mã đỏ đô cho em, 150k mã đỏ đô. Đỏ đô 150 kèm số điện thoại cho em nhá. Đỏ đô 150k. Ai lấy trên tay cho mã đỏ đô cho em nhá. Rồi đây một con xanh siêu đẹp. Đỏ đô 150 kèm số điện thoại cho em. Đỏ đô 150. Rồi con này ạ. Rồi. Rồi chị hỏi đầu mà. Chị ơi em chốt cho người chốt chứ em không chốt cho người hỏi đâu. Nhiều khi chị hỏi chị đâu có chốt. Rồi dạ hội đỏ đô ạ. Đỏ đô một lên 79k của chị Tiên Nguyễn nhá. Rồi đảo đô của chị Nguyễn Thùy Hương. Rồi đảo đô của chị Nguyễn Thùy Hương. Rồi mã len của chị Tiên Nguyễn này. Rồi xanh cho em 79k. Nhanh tay các chị ơi, xanh 79k nha. Các chị phải chốt thì em mới dám chốt các chị thôi, chứ còn hỏi hỏi em đâu có dám mà chốt đâu. Rồi ai lên comment cho em ạ, chốt hàng đúng mã cho em ạ. Và lên đầu tiên lại có đơn nha. Trời ơi, lên một con siêu phẩm. Lên một con siêu phẩm. Rồi con này ạ, các chị nhanh tay hút con siêu phẩm này nha. 50kg đổ lại một vừa cho em. 50kg đổ lại một vừa, 50-52kg đổ lại một vừa cho em. Lên cho mã siêu phẩm 150k. Siêu phẩm 150, nhanh tay các chị ơi, con này xuất sắc. Siêu phẩm 150k, ai lấy comment cho mã siêu phẩm cho em nhá. Đỏ đô em hết rồi. Siêu phẩm 150, ai lấy nhanh tay cho mã siêu phẩm cho em. 150k mã siêu phẩm, trời ơi, con này 53kg qua đầu. Siêu phẩm 150, rồi con này là dạng sườn xám. Rồi 60kg đổ lại một vừa cho em, một con sườn xám bao đẹp nhá. 60kg đổ lại một vừa. Rồi siêu phẩm 150 của chị Ngọc Lan, con nói thả nhỏ người mặc đúng đẹp luôn. Rồi mã sườn xám thả con này với giá bao nhiêu? Rồi xả con đầu với giá 99k. Rồi mã sườn xám 99k, siêu phẩm em hết rồi nhá. Sườn phá xám 99 này. Rồi lên một con dạ hội này, lên một con dạ hội đuôi tôm này nhá. Một con dạ hội đuôi tôm ở dưới là hoàn toàn là phối đen như thế này. Chị nào size S thì hãng hốt nhá. 48kg quay đầu mặc đẹp cho em ạ. 48kg quay đầu mặc đẹp. À lấy comment nhanh tay cho mã đuôi tôm cho em nhá. Rồi đây ạ, để cho dâu các chị xem này. Rồi đuôi tôm cho em nha, siêu đẹp luôn. Xả các chị 130k mã đuôi tôm. Đuôi tôm 130 sườn xám của chị
Lê Hiền, mã sườn xám 99k của chị Lê Hiền nhá. Rồi đuôi tôm, ai lấy comment cho mã đuôi tôm cho em 130k mã đuôi tôm này. Rồi cái này size to 58kg, quay đầu mặc đẹp lên cho mã yếm đỏ cho em 49k. Mã đuôi tôm của chị Ngọc Lan, đuôi tôm của chị Ngọc Lan, ai lấy cái này comment cho mã yếm đỏ cho em nhá, 49k mã yếm đỏ kèm số điện thoại cho em ạ. Yếm đỏ 49k, yếm đỏ 49k kèm số điện thoại. Rồi con này ạ, 55kg đổ lại một vừa cho em, 55kg đổ lại một vừa. Lấy comment cho mã dạ hộ xanh, con này em xả các chị 170k. Dạ hộ xanh 170. Sườn xám em hết rồi nhá, đuôi tôm em hết. Rồi dạ hộ xanh cho em 170k, mã dạ hộ xanh kèm số điện thoại cho em ạ. Dạ hộ xanh 130k. Quay 170k, sorry các chị, 170k mã dạ hộ xanh. Ai lấy comment cho em nhá. Rồi 60kg đổ lại một vừa cho em, lên cho mã đen cho em ạ, 69k. Đen 69k kèm số điện thoại cho em nhá. Đen 69 này, con này 55kg đổ lại một vừa. Rồi yếm đỏ của chị Quỳnh Anh Nguyễn, yếm đỏ của chị Quỳnh Anh Nguyễn xanh 170k của chị Thanh Nguyễn Quảng Ninh. Rồi lên một con ren này, lên một con ren hồng nha. Rồi con này 55kg quay đầu một đẹp, con này nó hơi bị chỉnh dâu một tí, em xả con này cho các chị 39k. Rồi ok, xanh của chị Thanh Nguyễn, ai lấy comment cho mã hồng cho em ạ, xả các chị 39k mã hồng. Hồng 39k kèm số điện thoại cho em nhá, mã hồng 39k. Ai lấy trước tiên tay cho mã hồng cho em 39k. Rồi cái này 65kg đổ lại vừa cho em, màu này mặc cực kỳ sang, rất là trắng da nhá. Có size dạ hộ size to đến 58kg thôi chị ơi. Ai lấy cái này comment cho mã dây cho em nhá. Dây này em xả các chị 49k mã dây. Dây 49k kèm số điện thoại. Ai lấy trước tiên tay cho mã dây cho em 49k mã dây kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi cái này 50kg đổ lại vừa cho em, siêu cơm 50kg đổ lại vừa. Ai lấy ạ? Hà Si, đúng rồi chị ơi, em có ghi ở ngoài nhá. Rồi mã hồng của chị Lan Phương Nguyễn, mã hồng của chị Lan Phương Nguyễn, ai lấy cái này size nhỏ thì hẳn chốt nhá. Rồi lên cho mã theo 49k, mã theo theo 49k kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi lên một con dạng cổ vết này, chị nào nhỏ nhỏ thì hốt liền con này cho em nhá, một con dạng cổ vết siêu đẹp luôn. Chị nào nhỏ nhỏ thì hẳn hốt nhá. Trời ơi, cái nút của nó này, cái tay nha, rất là giá trị luôn. Rồi con này 50kg quay đầu bằng đẹp cho em, chị nào size S này, mã dây của chị Sử Quốc Bảo này, dây của chị Sử Quốc Bảo, con này 50kg quay đầu hẳn hốt nhá. Trời ơi, con này xuất sắc luôn, 99k lên cho mã đẹp. Rồi mã đẹp 99k kèm số điện thoại cho em ạ, nhanh tay các chị ơi, đẹp 99 nhá. Đẹp 99k kèm số điện thoại. Ai lấy chiếc nhanh tay cho mã đẹp cho em nhá. Rồi con này 55, mã theo của chị Linh Thi, mã theo này của chị Linh Thi, theo của chị Linh Thi. Ai lấy con này comment nhanh tay cho là mã xanh cho em nhá. 55kg quay đầu mặc đẹp ạ, mã xanh cho em xả con này cho các chị với giá là 49k luôn. Rồi mã xanh 49k kèm số điện thoại cho em nhá. Xanh 49k. Rồi lên một con dạ hộ đen, con này size nhỏ này các chị này, 52kg quay đầu mặc đẹp thôi nhá. 52kg quay đầu mặc đẹp lên cho mã dạ hộ đen, con này em còn duy nhất một con. Rồi 170k luôn cho nó nhanh. Rồi dạ hộ đen 170, ai lấy chiếc tay cho mã dạ hộ đen cho em 170k mã dạ hộ đen kèm số điện thoại cho em nhá. Dạ hộ đen 170, ai lấy chiếc tay cho mã dạ hộ đen cho em 170 kèm số này. Rồi lên một con siêu công 58kg quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Rồi trên dạ rồi em có trên dạ hộ nhá. 53kg, 55kg quay đầu mặc đẹp lên cho mã đỏ cho em ạ, 69k mã đỏ này. Đỏ 69k kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Hưng Phát ơi, chốt mã dạ hộ đen lên số cho em nha chị ơi. Chốt hàng lên số cho em nha. Rồi mã vest chưa ai chốt à? Ôi trời ơi, mã vest đẹp vậy mà không mà ai chốt lạ thiệt đấy. Rồi con này ạ, 58kg quay đầu, 58-60kg quay đầu. Dạ hộ đen này chị kia không lên số, em chốt cho chị Lan Phương Nguyễn nha. Rồi con này ai lấy cờ bên nhanh tay chờ mã yếm đen cho em 49k. 60kg quay đầu mặc đẹp ạ, yếm đen nha. Yếm đen 49k kèm số điện thoại trên mạng. Yếm đen 49 này. Yếm đen 49k kèm số điện thoại. Ai lấy chiếc nhanh tay cho bạn yếm đen cho em nhá. 49k mã yếm đen kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi, con này chị là 53-54kg quay đầu mặc đẹp cho em nhá. 53-54kg quay đầu mặc đẹp bằng một con dạ hộ xanh xuất sắc luôn nhá. Rồi, dạ hộ đen em hết rồi, chị Hưng phát chốt mã con khác cho em nhá. Chốt hàng phải đúng mã vào đúng. Nói chung phải lên nhanh cho em nhá. Con này lên cho mã dạ hộ xanh xả các chị 120k. Quay 160k sorry. 160k mã dạ hộ xanh, ngắn hơn thì yếm đen của chị Quỳnh Anh Nguyễn nha, ngắn hơn về các chị cắt cho em nha, đã là dạ hộ thì nó phải dài nha chị ơi. Rồi mã thì đã mã dạ hộ xanh cho em 160k, nhanh tay chút cho em mã dạ hộ xanh 160. Rồi con này một con dạ đắt tiếng ngực siêu đẹp nhá. Con này 53kg quay đầu mặc đẹp lên cho mã lông cho em nha các chị ơi, 79k xuất sắc. Rồi mã lông 79k kèm số điện thoại cho em nha. 53kg không vừa đâu chị Tiên Nguyễn ơi. Vết đấy tầm 50kg đổ lại, chị nào size S thì hốt nha. Chị nào size S thì hốt nha. Rồi ai lấy con này dạ hộ xanh em còn nhá. Dạ hộ xanh này của chị Lê Hiền. Dạ hộ xanh của chị Lê Hiền em còn dạ hộ xanh, chị nào lấy thì chốt cho em nhá. Rồi con này 160k của chị Sử Quốc Bảo một con này. 160k của chị Sử Quốc Bảo một con. Em vẫn còn, chị nào lấy thì chốt thêm nhá. Rồi ai lấy con này comment nhanh tay cho mã tím cho em ạ. 49k, tím 49k xanh của chị Lê Hiền, xanh của Sử Quốc Bảo. Rồi mã tím 49k kèm số điện thoại cho em ạ. Xả cho nó hết.
giá đó các chị. Rồi có lẽ có thể là mặc thành khoác nha. Rồi dạ hồi xanh chị cắt bộ chốt hàng lên số chị ơi. Rồi chị cắt bộ chốt hàng lên số cho em chị cắt bộ ơi. Rồi con này 55kg quay đầu mặc đẹp, con này có thể là mặc khoác hoặc là mặc thành váy sẽ đều đẹp nhá. À nếu con này có mấy cho mã khoác cho em ạ, 69k mã khoác 69k. À, rồi chị cắt bộ chốt hàng thì lên số cho em nha, 69k mã khoác kèm số điện thoại cho em này. Rồi lên một con đỏ siêu đẹp này, 60kg đổ lại vừa, 69k mã đỏ. Rồi 69k mã đỏ kèm số điện thoại cho em ạ, chị nào chốt hàng thì kèm số điện thoại lên cho em nhá. Rồi mã đỏ kèm số điện thoại. À nếu cần mình nhanh tay xem mã đỏ cho em ạ, chốt hàng đúng mã cho em là ok nha. Rồi con này đẹp quá, một con vừa lên vừa nhung nha, rồi xuất sắc. Một con vừa phối lên vừa nhung, con này 55kg quay đầu mặc đẹp cho em nhá. 55kg quay đầu mặc đẹp bảo khoác, khoác 69k của chị Hương Bình. Rồi con này ai lấy comment cho mã len cho em, con này không đẹp thì không lấy tiền các chị nhá. 79k mã đẹp, mã đẹp. Mã len 79k. Rồi đẹp quá chị ơi, len 79 nhá. Ai lấy comment cho mã len cho em 79k. Rồi con này 58kg quay đầu mặc đẹp lên cho mã đen cho em nhá, 59k. Rồi mã đen 59k kèm số điện thoại cho em ạ. Mã len của chị phút sau như một nhá. Rồi mã đen 59 này. Ai lấy comment nhanh tay cho mã đen giúp em 59k. Rồi lên một con dáng tiểu thư cho các chị nhá. Lên một con dáng tiểu thư siêu đẹp này. Trời ơi, con này siêu đẹp các chị ơi. Con này chị nào 55kg đổ lại một vừa cho em, lên cho mã tiểu thư cho em nha. Xinh lắm các chị ơi, 99k. Mã len em hết rồi nha, khoác em hết rồi. Ai lên comment nhanh tay cho em nha. Mã tiểu thư cho em, 99k. 55kg quay đầu mặc đẹp, lên cho mã tiểu thư giúp em, 99k mã tiểu thư kèm số điện thoại cho em nha. Rồi lên một em dạng theo là các chị này. Con này 55kg quay đầu, 55-57kg quay đầu mặc đẹp cho em nha. 55-57kg quay đầu mặc đẹp bảo lên cho mã theo cho em nha các chị ơi. 59k mã theo, theo 59k kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi mã tiểu thư của chị Thu Thu dồn đơn, tiểu thư của chị Thu Thu dồn đơn. Rồi mã theo 59k kèm số điện thoại cho em ạ. Theo 59 nhá, theo 59 em mang cái đỏ rồi. Rồi cái đỏ rồi. Rồi một con dạ hội đỏ này, em còn đúng một con dạ hội đỏ duy nhất thì phải. Rồi con này ạ, chị là 53kg quay đầu mặc đẹp cho em nhá. 53kg quay đầu mặc đẹp này. Cái này là em gel kiểu nó bị dính dơ một tí nhá, về các chị giặt giúp em nhá. Rồi con này 53kg quay đầu mặc đẹp ạ, mã theo của chị Lê Hiền, mã theo của chị Lê Hiền. Rồi tiểu thư em hết rồi nhá. À đấy con này cả mê cho mã dạ hội đỏ cho em, con này nó bị dính dơ một tí em xả các chị 160k luôn. 160k mã dạ hội đỏ này, theo em hết rồi nhá. Đỏ 160 kèm số điện thoại cho em ạ, đỏ 160k. À lấy chiếc ngay tay cho em, chỗ một con váy này, vừa đuôi cá vừa là cổ sườn xám cho em nhá. Vừa là đuôi cá vừa là cổ sườn xám, nhưng con này là size nhỏ. Chị nào 50kg tầm 48kg quay đầu mặc size S thì hẳn hút con này nhá. Rồi lên cho mã đuôi cá, mã theo em hết rồi các chị ơi. Rồi lên cho mã đuôi cá cho em là các chị này, 69k là vào quá rẻ không các chị ơi. Đuôi cá 69 nhá, đuôi cá 69k, dạ hồi đỏ em còn, như thế chị nào chốt nè. Đuôi cá 69k lên xanh lá và cam phía sau đi. Xanh lá và cam đó là hàng mới chị ơi, để bữa nay em like một like hàng mới cho các chị nhá. Rồi lên một con siêu của siêu phẩm, lên một con siêu của siêu phẩm. Trời ơi, con này quá xuất sắc luôn. Rồi con này 60kg đổ lại một người cho em, vừa đính đá vừa theo. Rồi dạ hội đỏ của chị Nga Hồ, đuôi cá của chị Chuột Bạch Nguyễn. Rồi dạ hội đỏ của chị Nga Hồ, đuôi cá của Chuột Bạch Nguyễn. Rồi con này lên cho mã siêu phẩm cho em nhá. Con này 60kg qua đầu, mã siêu phẩm 120k. Mã siêu phẩm 120, nhanh tay các chị ơi, 60kg đổ lại một người cho em. Siêu phẩm 120k, mã siêu phẩm kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi con này 55kg quay đầu mặc đẹp cho em, lên cho mã tay lưới cho em 79k. Mã siêu phẩm của chị Thanh Nguyễn, mã siêu phẩm của chị Thanh Nguyễn nhá. 55kg quay đầu mặc đẹp lên cho mã tay lưới cho em ạ, 69k. Tay lưới 69k kèm số điện thoại, tay lưới 69. Ai đó được tay cho mã tay lưới cho em hả? Thanh Nguyễn Quảng Ninh hay là... Thanh Nguyễn Quảng Ninh chứ Thanh Nguyễn Quảng Ninh nào ở đấy? Có, nãy hai nữ mà. Ủa, nãy giờ Thanh Nguyễn một Thanh Nguyễn Quảng Ninh này à? Có lẽ chị đọc có cả Thanh Nguyễn Quảng Ninh nữa. Không không, chị đọc vậy á, chắc chị nhầm á. Chỉ có Thanh Nguyễn Môn Mê Thờ thôi. Vì em không? Nó không có nhìn thấy. Rồi con này 58kg quay đầu mặc đẹp cho em ạ, không có Môn Mê Thờ Quảng Ninh. Rồi con này tay lưới của chị Nguyễn Thị Lan Lào Cai. Tay lưới của chị Nguyễn Lệ Thị, sorry. Tay lưới này, tay lưới của chị Ngọc Lan. Tay lưới của chị Ngọc Lan nhá. Rồi con này của sơ mi, con này cũng là giá tiểu thư nha, 69k. Con này dành các chị 55kg quay đầu mặc đẹp cho em, lên cho mã cổ sơ mi cho em nha, 69k. Cổ sơ mi kèm số điện thoại cho em ạ, cổ sơ mi kèm số điện thoại cho em nhá. Chấm lên tương tác lên để khỏi bị ẩn comment nha mọi người ơi. Rồi lên một con yến nuôi cá này. Trời ơi, 60kg quay đầu mặc đẹp cho em nhá. 60kg quay đầu mặc đẹp lên cho mã đuôi cá cho em nha các chị này. Rồi 49k luôn. Rồi đuôi cá 49k kèm số điện thoại. Ai lấy chiếc ngay tay cho là mã đuôi cá cho em nhá. 49k mã đuôi cá kèm số điện thoại cho em ạ. Đuôi cá 49k. Tay lưới hết rồi. Rồi con này 58kg quay đầu mặc đẹp lên cho mã yếm đỏ cho em nha các chị ơi. Xả các chị 49k mã yếm đỏ này. Yếm đỏ 49k kèm số điện thoại nhá. Yếm đỏ 49k. Ai lấy chiếc ngay tay cho mã yếm đỏ cho em nhá. Còn mấy con dạ hội em cứ lên nốt cho các chị nha. Dạ hội
mới thì để buổi sau em lên. Còn hôm nay em sẽ lên hết hai dạ hội hàng tinh cho các chị này. Rồi đuôi cá Nguyễn Thị Lan. Rồi một con dạ hội siêu đỉnh luôn. Dạ hội em mặc đi. Mặc đuôi cá chị thử. Nguyễn Thị Lan. Rồi đuôi cá của chị Nguyễn Thị Lan Lào Cai rồi nha. Rồi ok chị Thanh Nguyễn nha. Rồi dạ hội siêu đẹp này các chị này. 50kg đổ lại một vừa cho em nha. 50-52kg đổ lại một vừa cho em ạ. Trời ơi con này quá đẹp luôn. Rồi lên cho là 180k lên cho là mã 180. 180k lên cho là mã 180 nha. Chị nào mà không dạ hội thì nhanh tay chốt đi nha. Chứ ngày nào em la áo dài cũng phải hỏi dạ hội là em chịu luôn. Tại vì mỗi ngày em la một thứ khác nhau nên không thể là mà la xem được á. Rồi ai lên từ bên trong mã 180 con này không đẹp không lấy tiền nha. Nó là dạng giả lệch vai. Rồi 180k của chị Hưng Phát. Rồi lên số điện thoại lại cho em đi chị Hưng Phát ơi. Nãy giờ chị chưa có đơn nha. Rồi ok chị Hưng Phát này. Rồi ok chốt 180 chị Hưng Phát nha. Rồi con này một con phối màu siêu đẹp nhá. Một con phối màu này Hưng Phát lại có lên số điện thoại rồi mà giờ không... tìm là không được đâu tại vì nó cứ hiện. Rồi lên lại số điện thoại cho em nha chị Hưng Phát ơi. Lên lại số điện thoại cho em nhá. Rồi lên một con phối màu siêu đẹp này. Con này tầm 55kg quay đầu mặc đẹp cho em nha. Rồi Hưng Phát chưa hàng lên số cho em. 55kg quay đầu mặc đẹp lên cho mã phối màu cho em nha. Con này xài các chị 160k. 100 rồi ok chị Hưng Phát em thấy số của chị rồi nhá. 160k lên cho mã phối màu 160 kèm số điện thoại cho em ạ. Phối màu 160k. 180 của chị Hưng Phát rồi nhá. Phối màu 160 kèm số điện thoại cho em ạ. Phối màu 160. Rồi lên một con dạ hội đen siêu đẹp này. Con này 55kg quay đầu mặc đẹp cho em nhá. 55kg quay đầu mặc đẹp ạ. 170k lên cho mã 170. 170k lên cho mã 170 kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi cứ cái em hết rồi chị ơi, cứ cái em hết rồi nhá. 170k lên cho mã 170 kèm số điện thoại. Mã 170 kèm số điện thoại cho em nha các chị ơi. Mã 170 này. Rồi lên một em này, dạng đắt chéo này. Rồi dạng cổ vét đắt chéo nha. Rồi con này 53kg quay đầu mặc đẹp cho em. Lên cho mã cổ vét cho em nha. Siêu đẹp luôn. Rồi cổ vét này xả các chị 70k. 170 của chị Thu Thu. 170 của chị Thu Thu. Rồi lên cho mã cổ vét cho em nha các chị ơi. 69k mã cổ vét kèm số điện thoại cho em. Mã cổ vét 69k. Ai lấy trước tay cho mã cổ vét cho em nha. Rồi lên một con siêu phẩm nha các chị ơi. Lên một con siêu phẩm này. Rồi con này 55kg đổ lại vừa cho em. Cổ sơ mi có ren. Trời ơi đẹp quá. Rồi mã siêu phẩm cho em nha các chị ơi. 160k mã siêu phẩm này. Con này 55kg đổ lại vừa cho em. Cổ sơ mi các chị có thể là việc mặc đi làm công sở được luôn nha. Ở ngoài Bắc các chị không cần phải mặc khoác áo luôn ấy. Con nó cực kỳ ấm. Rồi con này cho em 53kg quay đầu mặc đẹp. Lên cho mã ren cho em nha các chị ơi. 59k. Rồi mã ren 59k kèm số điện thoại cho em nha. Rồi mã siêu phẩm của chị Phạm Hạnh nhá. Rồi mã ren 59 này, con này siêu đẹp luôn. Ren 59k, con này 55kg quay đầu mặc đẹp cho em. Ren 59 này. Ren 59 kèm số điện thoại cho em. Trời ơi, đưa cái áo thêm đi. Nó lộn áo, trời ơi. Áo vẹt vai siêu cưng. Áo vẹt vai tay lê. Rồi 59k lên cho mã áo nhá. 55kg quay đầu mặc đẹp ạ. Lên cho mã áo giúp em. 59k mã áo kèm số điện thoại cho em ạ. Áo 59k kèm số điện thoại nhá. Rồi con này cũng là áo luôn. Rồi con này 58kg quay đầu cho em một con áo họa tiết siêu cưng. Rồi lên cho mã họa tiết cho em nha các chị ơi. 39k. Rồi mã áo của chị Phạm Hạnh nha. Áo của chị Phạm Hạnh. Rồi ai lấy comment cho mã họa tiết cho em ạ. Và 39k mã họa tiết này. Áo đen đó 39k luôn. Rồi cái này chị nào có tầm 50kg quay đầu em vừa cho em mã kim sa. 50kg quay đầu em vừa cho em mã kim sa. 39k mã kim sa kèm số em. 39k mã kim sa một con áo kiểu nha các chị nào. Rồi con này chị nào có tầm 52kg quay đầu. 52kg quay đầu là em vừa cho em mã đẹp kèm số em. 59k cho em mã đẹp nhá. Mã đẹp 59k một con áo kiểu siêu xinh luôn nhá. Rồi lên xem em mã một gì? Mã đẹp kèm số ạ. Rồi một con cổ lọ nha các chị nào. 52kg quay đầu em vừa cho em mã cổ lọ. 52kg quay đầu cho em mặc cổ lọ. 49k cho em mặc cổ lọ nhá. Cổ lọ 49k kèm số con mần đúng mã của em nha các chị ơi. Rồi áo dây các chị này 50kg quay đầu em vừa cho em mặc áo dây. 50kg quay đầu em vừa cho em mặc dây kèm số em này. Áo 59k này. Áo 59k Hương Bình có đơn chưa? Áo 59k chị Hương Bình này. Rồi con này chị nào 50kg quay đầu em vừa. Rồi lên xem em mã dây kèm số em 29k mã dây. Dây 29k kèm số luôn giùm em nào. 53kg quay đầu là em vừa cho em mã tím 49k mã tím kèm số luôn giùm em nha các chị gái nhá. Các chị nhìn này họa tiết là hình nhá. Họa tiết là hình này vừa đính kim sa nha, siêu đẹp luôn ạ. Rồi lên xem em mã tím kèm số em 49k mã tím kèm số nhá. Rồi một con áo kiểu mà hở vai nha các chị gái nào. Lên xem em mã hở vai. Chị đấy. 53kg quay đầu em vừa cho em mã hở vai. 53kg quay đầu em vừa cho em mã hở vai kèm số em này. Con này hở vai nha. 49k mã hở vai kèm số em ạ. 49k mã hở vai. Đầm học. 55kg
55kg quay đầu là men vừa nè. Bạn thì mua 55kg quay đầu men vừa cho em mắt đỏ. 55kg quay đầu men vừa cho em đỏ, kèm số em này cho em mắt đỏ nhá. 69k cho em đỏ. Đỏ 69k. Mà mày ơi, có gì tí nữa. 50kg quay đầu cho em mà xám, 49k mà xám. Hoàng Lan Nguyễn. 50kg quay đầu cho em mà xám, 49k mà xám ạ. Em cần mắt đỏ các chị hả? Kèm số em 79k mã lạ. Lạ 79k kèm số em. Lạ 79k. 79k cho em mã lạ nhá. Lạ 79k này. 53kg quay đầu cho em mã hồng. 39k cho em mã hồng. Hồng 39k kèm số em nhá. Hồng 39k. Em lên xin kẻ nha chị ơi. 60kg quay đầu cho em mã yếm đen. 60kg quay đầu cho em mã yếm đen. Xả các chị con này 49k cho em mã yếm đen. Yếm đen 49k kèm số em nhá. Yếm đen 49k, 49k mà yếm đen. Con này chị nào cỡ tầm 53kg quay đầu men vừa. Rồi lên xem em mã dạ hội. Dạ hội này 170k cho em mã dạ hội. Dạ hội 170 kèm số em nè. Dạ hội 170k. 170k cho em mã dạ hội. Dạ hội 170 kèm số em nè. 55kg quay đầu. Con này là dạ ống nói chung này. À đâu, lộn, xẻ ta nhớ chị gái nhá, con này xẻ ta. Lên giùm em mã số 2 kèm số em 55kg qua đầu cho em mã 2. 180k cho em mã 2. Điểm nhấn là cái phần eo các chị này, điểm nhấn là điểm nhấn nhún phần eo nhá. Rồi 180k cho em mã 02. 02 180 kèm số em là 02 180k. Dạ 60kg quay đầu. Dạ hội sai to 60kg quay đầu. Dạ hội 170. Rồi lên giùm em mã 3 kèm số em này, 60kg quay đầu cho em mã 3. 190k cho em mã 3. Mã 3 190 kèm số em này. Con này không xẻ tà nhá, con này dạ kiểu như là đuôi cá đấy. Cái này 190 hả? À? 53kg quay đầu cho em mã vàng. 53kg quay đầu mã vàng, 39k mã vàng. Vàng 39k. 60kg quay đầu cho em mã hồng. 60kg quay đầu cho em mã hồng. 39k mã hồng, hồng 39k. Mã số 3 của chị Lanh Liên. Rồi con này chị nào 55, 56kg quay đầu. 56kg quay đầu cho em mã tím. 39k mã tím. 50kg quay đầu cho em đỏ dây. 50kg quay đầu đỏ. Vàng chị phút sau như một. Rồi lên giùm em mã dây. 39k mã dây. Dây 39k kèm số ạ. Trời ơi con này. Con này còn mớ luôn nhá. Áo kiểu này còn nguyên tang nguyên mạc luôn. 50-55kg men vừa cho em mã còn tem. 50-55kg quay vừa. Đổ lại cho em mã còn tem. 49k mã còn tem. Rồi 50kg quay đầu cho em mã hoa. 50kg quay đầu là men vừa mã hoa. Kèm số em 49k mã hoa. Eo 80 vừa cái đó không chị? Vừa à? Dây. Trời ơi. Rồi 50kg quay đầu. 50kg quay đầu. Lên cho em mã ren 29k mã ren. Ren 29k. Gen 29k. Rồi con này chỉ nào 53, 54kg qua đầu ha. 54kg qua đầu là em vừa cho em mã 05. 180k cho em mã 05. 05 180 kèm số em. Còn tem chỉ thu thu dồn đơn. Rồi lên xem em mã 5, mã 05. 190k mã 05. Rồi con này chỉ nào 56kg qua đầu cho em mã xám. 160k cho em mã xám. Xám 160 kèm số em, xám 160. Còn tem em hết rồi nè. 160k cho em mã xám. Xám 160. Ren 29k chốt xử quốc bảo. Rồi 57kg quay đầu cho em mã sọc. 57kg quay đầu cho em mã sọc kèm số em nè. 57kg quay đầu cho em mã sọc nhá. Không, chị Thanh Nguyễn ơi, không phải mã 3 của chị nhá. Sọc của Thảo Nguyên ơi, chị chốt mã gì, chốt đúng mã cho em. 59k mã sọc, sọc 59k. Trời ơi đẹp quá các chị yêu nè.
Rồi 57 kg quay đầu men vừa. 57 kg quay đầu men vừa cho em mã 1, mã 1 kèm số em là 79K cho em mã 1 nhá. 57 kg quay đầu mã 1 79K em nha. Rồi mã 8 một con cho chị Sử Quốc Bảo. Rồi mã 8 một con chị Nguyễn Thị Kim Hiền. Lên số chị ơi, chốt hàng lên số cho em nha. 50 kg quay đầu cho em mã xanh 39K mã xanh. 50 kg quay đầu xanh 39K. Nguyễn Thị Kim Hiền chốt hàng lên số cho em nha chị ơi. Con này là dây mã 2 của Nguyễn Thùy Hương. 52 kg quay đầu men vừa. Cái nào mã 2? Cái đó là mã 05. Cái này là mã xanh này. Rồi lên xem em mã. Rồi mã xám 160k của chị Cát Bụi. Rồi lên xem em mã. Mã xám, mã xám kèm số em này cho em mã xám. Cho mã khác đi má. Mã xám này ít rồi đấy. Cho hàng lên số điện thoại lên chị Nguyễn Thị Kim Hiền ơi. 50kg quay đầu cho em mã lông. 50kg quay đầu cho em mã lông kèm số em là con này còn nguyên tang luôn đó. Rồi 69k mã lông. Mã xám của chị Cát Bụi này. Nguyễn Thị Kim Hiền có chốt hàng thì lên số cho em nha chị ơi. 55kg quay đầu một con cổ cao nè. Mã xanh của chị Thúy Vi. 55kg quay đầu là men vừa. Lên xem em mã nâu 49k mã nâu. Chị Lan Liên hình như mà được chị Lan Liên được số 3 nha chị ơi. Rồi ok chị Hoàng Lan Nguyễn ạ. 55kg quay đầu. 55kg quay đầu cho em mã theo. Ok chị Nguyễn Thị Kim Hiền mã lông của chị Ngọc Lan. Nguyễn Thị Kim Hiền rồi đủ 8 chứ em vẫn còn 8, chị nào lấy thì chốt thêm nha. 55kg quay đầu cho em mã theo. Mã theo kèm số em 49k mã theo. Theo 49k kèm số ạ. Lên con dạ hội này đi. Giờ đi tìm được cái số điện thoại. Đó, con này khoét eo. Con này khoét eo nha. Rồi chị nào cửa tầm 54 kg quay đầu cho em mã siêu phẩm chị Lê Hiền. Lên giùm em mã siêu phẩm kèm số em cho em mã siêu phẩm này. 180k cho em mã siêu phẩm này, siêu phẩm 180, con này là khoét phần eo nè. Rồi siêu phẩm 180 kèm số này. Rồi chị Nguyễn Thanh được số 03 nha, chị Thanh Nguyễn được số 03 nha. Thanh Nguyễn này, 03190 này. Mã theo em hết rồi chị ơi. 48 kg quay đầu men vừa cho em mã nhỏ. 48 kg quay đầu cho em nhỏ 39k nhỏ. Thanh Nguyễn nhỏ. Có thật hả? Ờ, Thanh Nguyễn chỉ có một Thanh Nguyễn thôi. Hôm nay chỉ có. Mã số 2 của chị Liên Phạm. Cho một con dạng thể thao. Lên giùm em mã thể thao kèm số em 55kg quay đầu trên thể thao. 79k cho em mã thể thao. Để yên đó, vứt xuống là để yên đó, đừng có đá đi. Thể thao. Cho em mã thể thao. Rồi 60kg quay đầu men vừa. 60kg quay đầu men vừa này. Lên giùm em mã số 7. 60kg quay đầu cho em mã số 7 này. 79k cho em 7 này. Thể thao của chị Nguyễn Thùy Hương. Thể thao của chị Nguyễn Thùy Hương. 50kg quay đầu men vừa cho em mã còn tem. 50kg quay đầu cho em mã còn tem. 69k mã còn tem. Rồi 55kg quay đầu men vừa. 55kg quay đầu men vừa một con dạng váy xòe nha. Lên giùm em mã xòe kèm số em nè. Rồi 59k mã xòe. Mã vừa cho em mã xanh đen. 50-60kg mã vừa cho em mã xanh đen kèm số em này 79k mã xanh đen. Xanh đen 79k kèm số em. Xanh đen 79k. Dạ rồi ok chị Liên Phạm. 79k cho em mã xanh đen. Dạng dây body nhá. 55kg quay đầu cho em mã body. 55kg quay đầu mã body. 79k mã body. 79k cho em mã body. 55kg quay đầu. 55kg quay đầu cho em mã đỏ đô. 55kg quay đầu cho em mã đỏ đô kèm số em này 39k mã đỏ đô. Đỏ đô 39k kèm số ạ. À. 55kg quay đầu cho em mã xám. 55kg quay đầu cho em mã xám này, mã xám nhá. 39k cho em mã xám ạ. À. Rồi lên một con giả hội này nhé. 53 kg quay đầu. 53 kg quay đầu lên giùm em mã giả hội. Mã giả hội kèm số em này cho em mã giả hội nhá. 53 kg quay đầu cho em mã giả hội kèm số em 180k. 180k cho em mã giả hội. Giả hội 180 kèm số em này. Giả hội 180 kèm số nhá. Giả hội 180 kèm số em.
chị nào 55kg quay đầu, 55kg quay đầu lên giúp em mã ren 79k, mã ren. Ren 79k kèm số em, ren 79k. 79k cho em mã ren, ren 79k kèm số ạ. Ren 79k. Rồi con này chị nào 55kg quay đầu. Đạo hội của chị Hoài Bùi. 55kg quay đầu. 55kg quay đầu là em vừa. 55kg quay đầu cho em mã dài kèm số em 79k mã dài này. Mã dài 79k kèm số em. 79k cho em mã dài. Đen em hết rồi nha chị ơi. Rồi 50kg quay đầu là em vừa. 50kg quay đầu là em vừa cho em mã đá này. Con này đỉnh đá nhá. 50kg quay đầu em vừa cho em mã đá. Mã đá 49k mã đá. Rồi em lên khoác nhẹ cho các chị yêu mình hả? Rồi khoác nhẹ này. Lên giúp em mã hồng kèm số em 39k mã hồng, hồng 39k. Mã đá Dung Đặng. Dung Giang. Lên số chị Dung Giang nha. Rồi con này 55kg quay đầu cho em mã hồng 39k mã hồng. Hồng 39k kèm số em hồng. 39k mã hồng. Rồi một con yếm len. Rồi một con yếm len, các chị có thể kết hợp với lại áo len gì cũng được này, áo len ôm ở trong hoặc là một cái áo bung togi gì đó đó. Rồi free size này cho em mã yếm. Free size xả các chị 79k cho em mã yếm ạ. Free size 79k mà yếm ạ. Yếm 79k kèm số này. 79k cho em yếm. 79k yếm ạ. Rồi con này cũng là len mông tư ghi luôn nhá. Rồi 60kg quay đầu men vừa. 60kg quay đầu men vừa này. Cho em mã mông. Mã mông kèm số em cho em mã mông. 79k mã mông. 79k mã mông. Chất liệu là vải mông tư ghi nha. Quay đầu lên này, 60kg quay đầu cũng là lên luôn. 60kg quay đầu 79k cho em mà đen. 79k cho em mà đen. 60kg quay đầu đen 79k. 79k mã đen. Dây. Rồi trên bình nước có phải điện thoại ta trên bình nước không? Rồi một con siêu phẩm dáng dài này. 55kg quay đầu men vừa cho em mã dài. 55kg quay đầu men vừa cho em mã dài kèm số em này. Bao nhiêu? Xả các chị 120k cho em mã dài. 55kg quay đầu dài 120k mã dài nhé. Đen chốt Hoài Bùi. Mà đen còn chốt siêu, chị Hoài Bùi. Còn siêu phẩm rất là nhiều nha các chị ơi. Trời ơi nó đẹp đấy chị ơi. 57kg quay đầu men vừa. 57kg cho em mã nâu, 120k mã nâu. Mã dài chốt Nguyễn Thùy Hương. Mã nâu 120 kèm số nhá. Nâu 120k mã nâu. Nâu 120 nè. 120k mã nâu. Free size con này lên giúp em mã biển. Chị ơi. Free size một con chất liệu là vải mông togi free size này. Free size cho em mã biển. Mã nâu chốt Thu Thu. Mã biển 79k mã biển. Nâu chốt Thu Thu. Rồi chân váy các chị này. 4853kg men vừa cho em mặt chân váy. 4853kg mà vừa cho em mặt chân váy 39k mặt chân váy ạ. Siêu phẩm 120 em hết. Free size chất liệu vải mông togi cho em mã sọc. Free size cho em mã sọc 79k mã sọc. Còn 55kg quay đầu men vừa cho em mã nâu. 55kg quay đầu mã nâu. 59k mã nô. No hết rồi chị ơi. Con nó hư quá rồi. Hư khóa. Rồi con này nó bị hư khóa về. Các chị sửa lại cái dây khóa giúp em. Xả các chị con này 59k cho em mã hư khóa này. Chân váy của chị Nguyễn An, chút hàng đủ đơn.
ơn nha các chị ơi. Rồi lên xem em mã hư khóa này, mã hư khóa giúp em nhá. Cho em mã hư khóa này. Xả các chị 59k về các chị sửa lại đi, thay lại cái dây khóa giúp em. 59k mã hư khóa. Đẹp quá. Hư khóa 59k nè. Hư khóa 59 váy bao nhiêu? Chân váy body. Một con body. Một con body len. Free size con này 60 cân đổ lại luôn. Rồi lên xem em mã sọc kèm số em 79k. Mã hư khóa chị Hoàng Phượng. 79k sọc 59. Sọc 79k. Năm mươi ba ký quay đầu cho em mã cô gái 49k mã cô gái. Hoàng Phượng. Body đen này. Đây một con body. Nó đẹp các chị ơi, lên một con body. Con này có xẻ sau nha các chị nè. 60-58 gì cũng ok hết cha các chị yêu ha. Rồi con này tại vì chất liệu là vải co dạ, chất liệu là mông togi. Đây là rất chi sẽ mặc nha. Rồi con này lên xem em mã body kèm số em xả con này các chị 89k mã body. Rồi 89k mã body kèm số em. Siêu đẹp luôn. 89k mã body, 58kg quay đầu luôn ạ. 45 tới 58kg thì cũng được nè. Rồi mã body. Quay đầu trên mã hoa. 55kg quay đầu hoa, 79k mã hoa. Body chốt Nguyễn Thùy Hương. Quay đầu che mã đen. 55kg quay đầu che mã đen kèm số em này 59k mã đen. Rồi chị nào thích kiểu sexy này, lên xem em mã dây kèm số em cho em mã dây nhá. Mã dây kèm số em 50kg quay đầu mã dây, mã dây này. Chị nào thích phía sau thì cứ lơ lên cho 59k mã dây. 58kg quát nhẹ này. 52kg quay đầu trên mã khoác kèm số em 52kg ạ. 52kg quay đầu trên mã khoác 49k mã khoác ạ. Khoác nhẹ 49k mã khoác kèm số nè. Quay đầu trên mã tím 79k mã tím. 55kg quay đầu tím 79k. Body, body chốt Jessie Trần. 55kg quay đầu trên mã sọc. 55 có chụp đâu chị Lê Hiền ơi, chị chốt trên like ấy thì chị nhớ chứ em không có chụp đâu. Body hết rồi mà, body của rồi lên xem em này cho em mã sọc. Khoác nhẹ chốt chị Hoàng Lan Nguyễn. Mã sọc. 49k mã sọc. Rồi con này siêu đẹp luôn. 50-57kg em vừa. 50-57kg em vừa cho em mã tiểu thư. 50-57kg em vừa cho em mã tiểu thư kèm số em là xả con này các chị 89k mã tiểu thư. Tiểu thư 89k kèm số em. Tiểu thư 89. 50-57kg em vừa cho em đỏ. 50-57kg phía đầu cho em đỏ 49k đỏ. Rồi nhung này, nhung khoác nhung này. Hút đi này. Rồi free size con này 60-65 gì cũng được nha. 60kg quay đầu em vừa cho em mà mũ. 60kg quay đầu cho em mà mũ kèm số em này. Mà mũ nha, 79k mà mũ ạ. Mũ 79k. Tiểu thư bao nhiêu? Tiểu thư 89. Cổ trắng. Tiểu thư 89 chốt Ngân Nguyễn. Rồi 60kg quay đầu. 60kg quay đầu. 60kg quay đầu cho em mà áo. 60kg quay đầu cho em mà áo. 39k mà áo ạ. Chị yên tâm đi, cái nào hàng lỗ em bỏ ra cho chị hoặc là em bao đồ trả với chị chứ em không có chụp sau like được đâu. Free size cho em mã vàng. Free size mã vàng kèm số em 49k mã vàng. Bùi Thảo Nguyên ơi, chị chốt mã nào chị ơi? Tiểu thư em hết rồi chị ơi. 50kg quay đầu, một con cổ theo. 50kg quay đầu cho em mã theo. 50kg quay đầu theo 39k theo. Theo 39k.
55kg mang vừa, 50 tới 55kg mang vừa cho em mã lạ. Mã lạ kèm số em 69k mã lạ. Lạ 69k kèm số ạ. Lạ 69. Rồi 40 tới 52kg mang vừa cho em mã khoác. 40 tới 52kg mang vừa cho em mã khoác kèm số em này mã khoác nha. Mã 59k. Mã theo cho chị Lê Thị Hải Tính. Rồi mã khoác kèm số em cho em mã khoác này 59k mã khoác kèm số em. Mã mũ 59k. Mã mũ chốt chị Bùi Thảo Nguyên. 59k mã khoác. Vâng. Mũ là 79. 55kg khoe đầu men vừa. 55kg khoe đầu men vừa cho em mã quần kèm số em này. 59k. Quần loe nhá, 59k cho em mã quần. 59k mã quần kèm số em 55kg ạ. 55kg quay đầu trên mã quần, 59k quần này. Quần 59k kèm số em. Quần 59. Khoác 59 chốt cao ngoài. Quần 59. Quần 59 chốt Nguyễn Thùy Hương. 53kg quay đầu men vừa trên mã dây, 53kg quay đầu dây 69k mã dây. Dây 69k kèm số em. Dây 69. Quần xám đấy. Quần em hết rồi chị ơi. Quần đâu? Rồi quần xám này. 55kg quay đầu men vừa cho em mã xám. 55kg quay đầu cho em mã xám này. Mã xám kèm số em. Rồi 59k xám. Xám. Rồi lên xem em mã áo. 55kg quay đầu áo. 55kg quay đầu trên mã áo này, mã áo kèm số em 49k áo. Quần xám chốt Nguyễn Thùy Hương, chốt đúng mã cho em nha các chị ơi. Cho các chị chốt quần, em không biết quần nào đâu. À quên, nhầm, quần xám chốt Ngân Hà. Quần em hết. Rồi, đẹp quá. Free size. Free size cho em mã tím, tím free size kèm số em này. Free size cho em mã tím nha. Free size 79k mã tím kèm số ạ. 79 mã tím. Quần nhỏ này. 48kg quay đầu cho em mã nhỏ. 48kg quay đầu nhỏ. Quần xám em hết rồi chị ơi. 48kg quay đầu cho em mã nhỏ này. Mã nhỏ kèm số em 49k nhỏ. Nhỏ 49 thôi. Do em treo cái giả hội lên đó chị. Quần ống ba. Quần xám em hết rồi chị nhá. Đây quần ống ba này các chị này. 55kg quay đầu trên mã số 10. Giờ em mặc quần ngủ ở trong nên là nhìn nó rộn 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 thình thình này nhá. 55kg quay đầu. Chốt hàng lên số mọi người ơi. Quần nhỏ 49 chốt cao ngoài. Rồi con này 59k này. Mà 59k trên mã 10. 59k mã 10, 55kg qua đầu, quần ống bo nha. Rồi 55kg qua đầu trên mã 10. 59k mã 10. Mã số 10. Mã 10, 59k mã 10. Rồi quần xanh đen nào. Quần xanh đen nha các chị yêu này, lên giúp em mã xanh đen kèm số này, 55kg quay đầu xanh đen. 55kg quay đầu cho em mã xanh đen kèm số em à, 59k mã xanh đen. Xanh đen 59k. Trên mã áo 65kg quay đầu trên mã áo 39k. Quần xanh chốt Ngân Hà. Con này còn tép. 53kg quay đầu trên mã còn tem. 53kg quay đầu còn tem. 49k mã còn tem. Còn tem. 57kg quay đầu trên mã đỏ. 57kg quay đầu đỏ kèm số em. 57kg quay đầu đỏ. 57kg quay đầu đỏ. Đỏ 79k cho em đỏ ạ.
áo là cái này này. 39. Áo. Quần xanh đen em hết. Áo em chốt Nguyễn Thùy Hương. Giờ một con bomber. 60 kg quay đầu cho em mã bomber. Rồi 60 kg quay đầu cho em mã bomber này, xả con này các chị 89k cho em mã bomber. Bomber 89k kèm số em này, bomber. 89k mã bomber. Ở đâu ra bomber cả 89k thôi các chị ơi, với lại hàng nhung nữa. Em nói thật ở ngoài khác, không phải hàng nhung thôi, hàng thường thôi, bomber đã. Riêng hàng si bomber đã 200 mấy ra rồi. Cái này còn phải nhung nữa mà. Rồi khoác này các chị này. Lên xem em mã khoác này, 48kg quay đầu. Phiêu Dung chốt bomber lên số cho em nha. 48kg quay đầu cho em mã khoác. 48kg quay đầu khoác là 59k mã khoác. Khoác 59. Rồi ok Phiêu Dung. Chốt đủ đơn cho em nha. Dồn trong một like chị nhá. 54kg quay đầu men vừa. 54kg quay đầu. 54kg quay đầu là men vừa. Cho em mã số 1 kèm số khoác em. Khoác chốt ngân hà. Bomber em hết. Rồi lên xem em này. Cho em mã số 1, mã 1 kèm số em này, cho em mã 1 nha. Mã 1 kèm số em này, 59k mã 1. 59k cho em mã số 1 nha, mã 1 59k. Cái này quét vai này các chị này. 50kg quay đầu, 50kg quay đầu cho em mã số 3. 50kg quay đầu cho em mã 3, 39k mã 3. Kỳ mang vừa cho em mã kim sa. 50-57kg mang vừa 79k cho em mã kim sa này. Mã kim sa. Bomber dạng xuông, à lộ. Hoodie dạng xuông này các chị này. Rồi lên cho em mã to kèm số em free size cho em mã to. Xả con này các chị 79k cho em mã to. To 79k kèm số em này. Free size nha dạng xuông. To 79k. Xanh lá phía sau là hàng nuôi new chị nhá. 57kg quay đầu men vừa. Cái đó là Zoom. 57kg quay đầu men vừa cho em mã đẹp nhá. 57kg quay đầu 79k mã đẹp. Rồi 58kg quay đầu men vừa. 58kg quay đầu men vừa cho em mã áo. 58kg quay đầu áo, 39k mã áo. Áo 39k. Áo 39k. Rồi chân váy nha các chị này. Chân váy nha. Chị nào 55kg quay đầu em vừa cho em mã chân váy. 55kg quay đầu cho em mã chân váy kèm số em này. 55kg quay đầu cho em mã chân váy đính kim sa à, đính nói chung là đính nha, đính kim sa này. Lên xem em mã chân váy kèm số em 49k mã chân váy ạ. Lên con xanh riêu ạ. Đây cái này là hàng riêu chị nhá, hàng riêu nè. Cái này là zoom hàng riêu nhá, zoom hàng riêu nè. Zoom hàng riêu nhá. Rồi 57kg quay đầu men vừa cho em mã zoom xanh. 57kg quay đầu men vừa cho em mã zoom xanh này. Rồi. Mã chân váy chốt chị Phạm Hạnh. 150. Rồi lên xem em mã zoom 150k xả các chị 150k cho em mã zoom xanh. Zoom xanh 150 kèm số em này. 57kg quay đầu zoom xanh 150 cái là 49. Đây zoom xanh 150k cho em mã zoom xanh chị nào cỡ tầm từ 50 đến 50 57kg mang vừa nhá. 50 57kg là có túi trước này các chị nè. Rồi lên xem em chân váy em hết nhá. Rồi lên xem em mã zoom này, mã zoom 150k cho em mã zoom. Zoom 150. Chị ơi cho em để cái hàng giả hội á, ấy nó phản ánh sáng á.
55kg quay đầu cho em Hà Long. 55kg quay đầu cho em Hà Long. Xanh 150 chốt nha Hồ. Rồi lên xem em Hà Long, 39k Hà Long. Long 39k kèm số em này, Long 39k. 39k Hà Long. Long 39k. Dung chất là gì hả chị? Chất u mì chị nhá. Dung là chất u mì. Con này có sẻ trước nha các chị ơi này, phía dưới này. Ôm, nói chung là có sẻ phần trước đây nha. Rồi, phía trên là đính kim sa hết các chị yêu này, phía trên là đính kim sa và tua rô vậy nha. Rồi lên giùm em này cho em ạ, nâu kèm số em là 57kg quay đầu em vừa con này, tại vì chất liệu u mì này con giãn được các chị yêu ha. Rồi lên giùm em mã nâu kèm số hộ em này, 180k cho em mã nâu 180 kèm số em nâu 180 nha. Kiểu như dạng phần nó ôm phần trên này rồi nó xòe phần dưới như kiểu dạng đuôi cá các chị yêu nào. Lên giùm em mã nâu 180k mã nâu kèm số em. Chị nào tầm 40 eo của chị nào cỡ tầm từ 76 đến 76 tới 80 tới 85 luôn cũng được luôn các chị yêu nha. 84 luôn nè. Eo 74 tới 84 luôn các chị yêu ha. Rồi lên giùm em này, cho em mã nâu kèm số em này, cho em mã nâu nha. Mã nâu kèm số em 180k mã nâu. Nâu 180 kèm số luôn giùm em nha. Nâu 180 này. Không có tay dài đâu chị ơi. Có tay lỡ hoặc là sắt nách thôi. Nâu 180. Rồi đỏ này các chị này, điểm nhấn là cái phần này nha các chị yêu nè. Điểm nhấn là phần eo nha các chị gái nhá. 50-58kg mang vừa con này, 50-58kg mang bờ nha. 50-58kg mang vừa cho em mã đỏ kèm số em. Phía vai, vai là khoét vai nha các chị yêu nè. Rồi lên xem em mã đỏ kèm số luôn xem em nha các chị yêu này. Điểm nhấn phần eo ha. Rồi lên xem em mã đỏ kèm số em cho em đỏ này. Hở, hở nói chung là cái này nó sẽ tà phía, nói chung sẽ tà đùi nhá. Rồi lên xem em mã đỏ kèm số em này, 180k cho em mã đỏ nhá. Đỏ 180 kèm số em này đỏ nha. 180. Đỏ 180 kèm số luôn giùm em nha. Rồi con này siêu đẹp luôn các chị ơi. Em phải nói là con này cực kỳ đẹp luôn. Con này có đính ngọc, toàn bộ là có đính ngọc như này nha. Con này có tính độ, nói chung là đính ngọc hết luôn. Đính ngọc luôn hết luôn nha. Rồi có sẻ tà nè. Rồi chị nào cỡ tầm từ 48 đến 48 tới 56kg mang vừa, 48 tới 56kg mang vừa cho em mã xanh kèm số luôn giùm em nha các chị yêu nè. 180k cho em mã xanh. Có đính kim xe, vừa đính kim xe vừa đính ngọc nhá. Rồi lên giùm em mã xanh cực kỳ sang luôn. Mã xanh 180 kèm số em xanh 180 này. 180k mã xanh, xanh 180 kèm số em. Rồi 53kg quay đầu men vừa cho em mã đen. 53kg quay đầu trên mã đen, 49k mã đen kèm số đúng em. Rồi chị Lê Thị Hải Tính ơi, nó có con màu đen rồi nhá. Màu đen, màu nâu. 45kg quay đầu trên mã beo. 45kg quay đầu mã beo kèm số em này, mã beo 49k mã beo nhá. Beo 49k kèm số ạ. 55kg quay đầu trên mã xanh đen. 55kg quay đầu trên mã xanh đen kèm số em này, xả con này các chị 49k cho em mã xanh đen. Xanh đen 49k kèm số em này. 49k mã xanh đen. Ký quay đầu trên mã dây. 55kg quay đầu trên mã dây, xả con luôn các đệ. Các chị 39k mã dây. Dây 39k kèm số em, dây 39k này. Quần nhá. 55kg quay đầu em vừa trên mã quần, 55kg quay đầu mã quần này. 59k mã quần kèm số em, 59k mã quần nhá. Thì nó cùng một size chị ơi, 57kg quay lại thôi. Sao giống con nâu đây? Con đen nữa, con nâu kim sa đúng không? Con đó là nâu kim sa đúng không? Con đen kim sa trong kìa. Dung này. Mã quần chị Lê Thị Hải Tính á, 59. Rồi đây dung đen nè. Đây giùm em mã dung. Con này chị nào mà cỡ tầm từ 47 này, 47 tới 55kg nhá. 55kg quay đầu men vừa con này 47 tới 55kg này. Rồi lên xem em mã dung đen kèm số em cho em mã dung đen 150k mã dung đen hàng new nhá. Cái này là hàng new này. Dung này hàng new nha, 150k cho em mã dung đen 150 kèm số em này. Rồi dung đen 150k mã dung đen. Đòi lên được lên.
quần em hết rồi chị ơi. Áo này, trời ơi nó đẹp. 50-57 ký mang vừa. 50-57 ký mang vừa cho em mã áo này. 50-57 ký mang vừa cho em mã áo kèm số em mã áo. Rồi 49k mã áo kèm số em 50-57 ký. 50-57 ký cho em áo. Quần ống suông này. Quần suông nha, 59k mã suông. 50-57 ký mang vừa cho em mã suông 59k nè. 59k mã suông. Má chết rồi, Phạm Hải rớt đâu rồi. Suông 59. Rồi 60 ký quay đầu trên mặt beo, 60 ký quay đầu. 60 65 ký quay đầu trên mặt beo, mã beo 49k mã beo. À 59k lộn. 59k mã beo. Rồi mã quần suông chốt Hồng Hân. Con này chất liệu là len, len mông toki này các chị này, lên cho em mã len. 60 ký quay đầu cho em len. 60 ký quay đầu cho em len kèm số em. 60 ký quay đầu len. Len. 50-55 ký cho em mã quần. 50-55 ký cho em mã quần. 59k mã quần. Xuống em hết. Lên là 79k nha. Lên giùm em mã quần 59 nhé. Quần 59k. Cho em mã 01 nha. Quần lưng cao mà size nhỏ này các chị này. 50 ký quay đầu cho em mã đỏ, 50 ký quay đầu đỏ này. 50 ký quay đầu đỏ 59k cho em đỏ. Quần là 59k một cái nha. Đó. Đây quần ống suông nữa này. 48-55 ký mang vừa cho em mã suông. 48-55 ký mang vừa cho em mã suông. Con đó con xu này em chốt chị Nguyễn Thị Lan nha. Con xu này em chốt chị Nguyễn Thị Lan. Rồi. Quần đỏ này chốt Hồng Hân. 50 ký quay đầu che mã dây. 50 ký quay đầu che mã dây. Mã dây 59k mã dây. Dây 59k. Rồi con này lưng cao này các chị này. Một con lưng cao siêu đẹp nhá. Con này em phải nói là size bao nhiêu đây ta. Để em coi size đã. Con này dành cho chị nào mà mặc size S size M nhá. Size S size M co giãn được này. Size M nhá. Con này chất liệu là vải co giãn được size M. Lưng cao cực cao luôn các chị yêu này. Đúng duy nhất một con này thôi. Kiểu như dạng mấy cái quần mà quần jean mà quần bò jean á. Nhưng mà cái này thuộc loại nhung nha. Loại nhung mà nhung không phải là nhung mềm đâu các chị yêu nha. Xuân, nhung mà chị nhung thì kiểu rồi. Như nhung kaki này, kaki nhung nha các chị yêu này. Con này kaki nhung nha. Lên giùm em mã tím kèm số em là xả con này các chị 79k thôi, 79k cho em mã. Nhung à mã tím này, mã tím 79k cực cao, cạp cao nha các chị yêu này, cạp cao nha. Đẹp ha. Size M cho em mã nhung. À mã tím. Rồi 52 ký quay đầu cho em mã xám. 52 ký quay đầu xám này, 79k mã xám. Xám 79k kèm số em xám 79. 79k mã xám ạ. Một con kim sa nè. 53 ký quay đầu mang vừa cho em mã kim sa. 53 ký quay đầu cho em mã kim sa kèm số em nè. 53 ký quay đầu cho em mã kim sa. Rồi 39k mã kim sa. Kim sa 39.
Rồi con này cho em mã hồng nhá. 55kg quay đầu cho em mã hồng. 59k mã hồng. Hồng 59k. Như vậy mà đi qua là thấy rồi. Đi là thấy. Đó, đó. 59k mã hồng. 59k mã hồng này. Các chị nhìn này. Đó. Rồi 60kg quay đầu cho em mà beo. 60kg quay đầu cho em mà beo kèm số em này. 59k mà beo, 59k mà beo, 60kg quay đầu. 60kg quay đầu cho em mà beo. Chị nào còn thấy em thì cho em một nút chấm nào mọi người ơi. Chị nào còn thấy em thì cho em một nút chấm với ạ. Rồi em lên một con siêu phẩm cho chị này. Rồi mã hồng 69 chốt chị Thu Hà. 55kg quay đầu cho em mã đen. Bên em đang gọi nha chị ơi. 55kg quay đầu cho em mã đen kèm số em 55kg ạ. Chu Xuân. Rồi lên cho em mã đen 79k mã đen. Lên 79k này. Chốt nào ông các chị yêu ơi. Chốt nào ông này. 55kg quay đầu cho em xanh. 55kg quay đầu cho em mã xanh kèm số đấy. 55kg quay đầu xanh. Xanh 49k mã xanh. 50-55kg này. Cho em mã số 1. 50-55kg cho em mã 1. 49k mã 1. Siêu phẩm ren cho chị Nguyễn Thị Lan. Đây quần này các chị này. Quần sọc nha. 55kg quay đầu cho em mã quần sọc. Rồi con này 59k cho em mã sọc. Mã sọc 59k. 01 chốt hồng hơn. 55kg quay đầu cho em mã đuôi cá. 55kg quay đầu đuôi cá này. 69k mã đuôi cá. 69k mã đuôi cá. Quần sọc chốt Ngân Hà. Dáng dài này. 55kg quay đầu là bên vừa. 55kg quay đầu bên vừa cho em mã dài. 55kg quay đầu mã dài. 120k mã dài. Kỳ quay đầu một con body đỏ. 50kg quay đầu trên mã đỏ, đỏ kèm số này. 50kg quay đầu 79k đỏ. Đỏ 79k. Rồi một con body. 48kg quay đầu trên mã body. 48kg quay đầu body. Quần sọc em hết. 69k mã body. Rồi dành cho bé này 30-40kg cho em mã bé. 30-40kg cho em mã bé kèm số em à. Dạ 120. Mã dài chốt Nguyễn Thị Lan. Rồi mã bé một bạn mã bé này 49k cho em mã bé. Đỏ. Đây 79k. Đỏ chốt Ngân Hà. 50kg qua đầu yếm. 49k mã yếm. Quần hồng nè. 52kg quay đầu che mã quần hồng. 52kg quay đầu che mã quần hồng. 79k quần hồng. À lộ 59k quần hồng. Size to. Này
giờ em lên mấy cái màu đỏ luôn mà chị. 57kg quay đầu cho em mã to. 57kg quay đầu to. 59k cho em mã to. To 59. Tím này. 60kg quay đầu men vừa cho em mã tím. 60kg quay đầu men vừa cho em mã tím kèm rồi, số em. Rồi đỏ đen chị nhá. Đỏ đen. Rồi 99k cho em tím này. 60kg quay đầu tím 99k. 99k mã tím. 55kg quay đầu, một con tay ren siêu đẹp. 55kg quay đầu trên mã 10. 55kg quay đầu trên mã 10. 79k mã 10. 79k mã 10 nhá. Nói chung là hàng nhung thì đa số màu đen nhiều hơn. Gì đây? Màu tím. Tím bao nhiêu? Tím 99. Tím 199 chốt. Ôi, thoát ra rồi. Tự thoát, tự đá ra kìa. Trang nó trong bếp, trang lên trang cái nhá. Sau đây mình nhảy mà. Rồi một con ren nè. 55kg quay đầu ren. Số 10 đây hả? Dạ. Rồi 89k này cho em mã đẹp. 89k mã đẹp. Bị thoát ra rồi. Nhảy lên hả? 59 hả? Dạ. Tím 79 hả? Tím đây hả? Tím đây là 99 nhé. Hay là... À đứng đây kìa. Thật sao vô lại nào mọi người? À vô lại nào mọi người ơi. Em vừa mới bị đá ra. Vô lại nào các chị gái ơi. Các chị yêu ơi. Vô lại giúp em với nè. Rồi cho chị Thúy Lưu này vô lại giúp em nào mọi người ơi. Mỗi chị đang xem cho em một nút chấm này, vô lại giúp em ha. Rồi vô lại giúp em chấm bài cho em này mọi người ơi. Em vừa mới bị đá ra nhá, vô chia sẻ lại này. Rồi mỗi chị đang xem live cho em một nút chấm nào. Rồi chào chị Hồng Hon nha, rồi em chào cả nhà nè. Vô lại giúp em vừa mới bị đá ra nha. Vô lại chấm bài giúp em nè. Chấm bài chia sẻ giúp em nha mọi người nhá. Rồi em tiếp tục like nha. Rồi em tiếp tục like nha. Chào Mỹ Lệ nè, em chào mọi người ạ. Rồi em bắt đầu like luôn nha các chị gái ơi. Chấm bài cho em này. Rồi chào chị Nhiệm Trần, chào chị Ngọc Bích Thái. Vô lại giúp em nè mọi người ơi. Mỗi chị đang xem live cho em một nút chấm này. Em vừa mới bị đá ra các chị gái ơi. 50kg quay đầu men vừa con này. Một con cuồn siêu đẹp nhá. 50kg quay đầu ạ. 50kg quay đầu men vừa cho em mã số 1 kèm số em. 59k cho em mã 1 nhá. 50kg quay đầu men vừa 59k mã 1. Rồi 59k mã 1 nhá. 59k mã 1 ạ. 59k mã 1 kèm số em ạ. Mã 159k, cảm ơn chị Lan Nguyễn ạ. 59k mã 1 nhé. 59k mã 1. Mã 1 59k. Rồi cái này là áo các chị này. 55kg quay đầu cho em mã áo. 55kg quay đầu cho em mã áo kèm số em này. 49k cho em áo. 49k mã áo. Chủ trả con linh lắm. Điên đấy. Giá nó vô trong. Vào thì ta đuổi ra. Có chị Ngọc Bích Thái ơi, em đang chốt cho chị cái là nó tự nhiên nó đá ra luôn. Chị cho em lại số điện thoại nhá. Mã 159k Mỹ Lệ ơi, chốt hàng lên số giúp em với chị yêu ơi.
Rồi con này lên xem em mã váy kèm số em này, 50kg quay đầu. Ôn 9K mã váy ạ, váy 49K kèm số em nhá. Váy 49K kèm số ạ. Mỹ lại chốt hàng lên số xem em chị Hương ơi, chốt thêm một con cho đủ đơn xem em nhá. Áo này chị này 60kg quay đầu lên xem em mã lông. 60kg quay đầu trên mã lông, kèm số em 49K mã lông. 69K à 49K trên mã lông, lông 49K rồi. Ok chị Mỹ lại. Cho đủ đơn trên cùng một like luôn chị nhá. Bích Thái ơi, cho em lại số điện thoại nhá. Rồi một con đầm này, đầm tay ren nhá. 50kg quay đầu trên mã tay ren, 50kg quay đầu tay ren. 50kg quay đầu tay ren, 79K mã tay ren, 50kg ạ. 50kg quay đầu tay ren, 79K. Rồi 50kg quay đầu cho em tím đấy, 50kg quay đầu tím, 49K mà tím ạ. 49K mà tím kèm số nhá. Rồi quần đùi này các chị này, quần đùi nhá. 50kg quay đầu em vừa cho em mã quần đùi. 50kg quay đầu cho em mã quần đùi kèm số em ạ. Rồi ok chị Ngọc Bích Thái. 49K mã quần đùi. Quần đùi 49K. Rồi một con kim sa này. 50-55kg cho em ạ kim sa. 50-55kg cho em ạ kim sa kèm số này. 50-55kg cho em ạ kim sa nhá. 50-55kg cho em ạ kim sa này. 49K mã kim sa. Kim sa 49K này. 50kg quay đầu, 50kg quay đầu cho em ạ 02. 50kg quay đầu cho em ạ 02 kèm số em này. Rồi 39K mã 02. 39K cho em 02. Còn 50kg quay đầu cho em mã yếm. Còn đùi chị phút sau như 1. 50kg quay đầu cho em mã yếm. Mã yếm 39K yếm đấy. Năm mươi ký quay đầu cho em mã số 7. 50kg quay đầu cho em 7. 7 kèm số em, 49K7. 49K7. Năm mươi lăm ký quay đầu này. 55kg quay đầu trên mã kim sa. 55kg quay đầu trên mã kim sa kèm số này, 49K mã kim sa. Kim sa 49K kèm số ạ. 50-60kg này cho em mã beo. 50-60kg cho em mã beo, 39K mã beo. Quay đầu cho em mã lạ, 50kg quay đầu mã lạ, 39K mã lạ, à lộ 79K mã lạ, lạ 79K, lạ 79 ạ. Bình huyền có đơn chưa? Đầm tay ren. Bình huyền có đơn chưa? Bình huyền cái cũ. Đầm tay ren cho chị Bình huyền 79 này. Bình huyền cũ. Năm mươi ký quay đầu trên mã 10, 79K mã 10. 50kg quay đầu 79K mã 10. Beo này các chị này. 60kg quay đầu trên mã beo. 60kg quay đầu trên mã beo kèm số em nè. Rồi 60kg quay đầu trên mã beo, mã beo kèm số em nha. 60kg quay đầu beo. Mã beo nha, 60kg quay đầu beo. Rồi chân váy này, siêu đẹp luôn. Lên siêu phẩm đi, có siêu phẩm thì em sẽ lên luôn chị ơi.
50kg qua đầu là men vừa, 50kg qua đầu che mặt chân váy, 50kg qua đầu che mặt chân váy này, 49k mặt chân váy. Quay đầu che mặc áo, 55kg quay đầu che mặc áo này, mặc áo nhá, 39k mặc áo, kèm số này chốt nữa không các chị ơi, 39k mặc áo nhá, 39k mặc áo, các chị không chốt nữa em tắt like nha.